Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 187. Diệp Huyên im lặng, cao thủ phá giới cảnh chỉ có thể mượn bạch chú giới để khiến thời gian của đối phương nhanh chóng trôi qua. Mà chiêu cô nương trước mặt lại không cần mượn bất cứ thời không nào đã có thể đảo ngược thời gian. Diệp Huyên nhìn cô gái hỏi, chiêu cô nương, phải làm sao mới đảo ngược thời gian được? Cô gái liếc Diệp Huyên biết thời không bạch chú không? Diệp Huyên gật đầu, nó có thể khiến thời gian nhanh chóng trôi đi. Cô gái cũng gật, nếu người nắm giữ được thời gian trong bạch chú giới thì có thể đảo ngược thời gian. Diệp Huyên vội vàng hỏi, phải làm thế nào? Cô gái lại nói, ra tay đi. Diệp Huyên chần chờ rồi trực tiếp đấm thẳng một quyền về phía nàng ta. Nhưng mà, khi hắn đấm xong lại giật mình phát hiện nắm tay mình thế mà lại rụt về từ bao giờ. Cô gái nói, ta có thể khiến thời gian của ngươi quay trở về một giây trước. Tuy chỉ một giây, nhưng với cao thủ đẳng cấp như ta thì nhiêu đó đã đủ để thay đổi mọi thứ. Diệp Huyên im lặng. Một giây. Nếu theo như lời nàng ta thì tuy chỉ lùi lại được một giây nhưng cũng đã đủ để thay đổi mọi thứ. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, bỗng dưng nó tiếp đi. Cô gái ngó Diệp Huyên, tiếp tục. Diệp Huyên gật đầu, tiếp đi. Cô nương cẩn thận nhé. Hắn nói xong khẽ búng ngón cái. Vèo. Kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra rồi chém thẳng xuống. Khoảnh khắc kiếm Thanh Huyên bay ra, cô gái lập tức biến sắc. Cơ thể nàng ta run lên, trực tiếp lùi lại nghìn trượng. Khi nàng ta dừng lại thì ngôi chùa kia đã hóa thành một đống bụi bặm. Trảm mệnh. Kiếm vực này khác với lúc trước, hắn trực tiếp dùng trảm mệnh. Sau khi dùng ra chiêu đó, nó đã phá hủy ngược thời gian của cô gái. Bởi vì thời gian đảo ngược của cô gái chỉ có một giây, mà một kiếm này của hắn bổ xuống đã khiến thời gian trong khu vực này nhoáng lên cả không biết bao nhiêu vạn năm. Thuận. Tóm lại, hắn là thuận thời gian, giống với nàng ta, Diệp Huyên cũng không cần sử dụng bạch chú giới. Đằng xa, cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng, sao ngươi lại làm được? Diệp Huyên cười nói, ta có thể kết nối với bạch chú giới. Cô gái nhíu mày, không thể nào, không có bất cứ thần vật nào có thể chịu đựng nổi dòng chảy thời gian trong bạch chú giới. Nàng ta nói đến đây bỗng nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm này của ngươi có thể. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái liếc Diệp Huyên một cái, không nói gì. Tại sao ngược thời gian lại có thể vô địch? Đó là vì không ai có thể thuận thời gian ở ngoài bạch chú giới nên dù ngươi có đảo ngược một giây thì cũng đã vô địch rồi. Nhưng nàng ta không ngờ thiếu niên trước mặt lại có thể thuận thời gian khi không ở trong bạch chú giới. Điều này đồng nghĩa với việc hắn chính là bạch chú giới luôn rồi. Phải nói là giờ phút này, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng chấn động. Bởi vì vô số năm qua đã có rất nhiều người mơ mộng nắm giữ lưu thể chi lực ở trong bạch chú giới. Nếu có thể dẫn nó ra thì tuyệt đối sẽ vô địch. Thế nhưng, lại không ai có thể làm được. Lý do là không có bất cứ thần vật nào chịu đựng nổi lưu thể chi lực. Mà có chịu nổi thì tuổi thọ của nó cũng sẽ trôi đi. Một số linh mạnh mẽ đụng đến lưu thể chi lực ấy cũng đã hóa thành cát bụi. Chẳng những vậy, chủ nhân của nó cũng sẽ không chịu nổi và chết theo. Song, thanh kiếm trước mặt lại có thể làm được. Giờ phút này, Diệp Huyên ở bên cạnh lại vô cùng phấn khích. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần phải sợ lưu thể chi lực, chẳng những thế, trái lại những cao thủ học được chiêu ngược thời gian còn phải sợ hắn. Hắn chính là thuận. Thực ra, ngược còn khó hơn thuận, song, điều này cũng phải xem tình hình. Nó giống như nước và lửa, bình thường thì lửa sẽ sợ nước, nhưng nếu lửa lớn hơn nước gấp trăm lần thì sao? Trong tình huống ấy, nước còn có thể dập tắt lửa sao? Tóm lại, nếu có người đảo ngược thời gian nhiều hơn Diệp Huyên thuận thời gian thì hắn sẽ thua. Nhưng trước mắt thì rất ít có người làm được như thế. Mà ban đầu hắn bị cô nương kia đè bẹp đánh là vì không có thi triển trảm mệnh. Vì lúc đó Diệp Huyên cũng không muốn giết người, chỉ đơn giản là muốn rèn luyện thôi. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không có xem nhẹ cô nương đó. Bởi vì đối phương có thể đánh nứt kiếm Thanh Huyên, cho thấy dù nàng ta không cần chiêu ngược thời gian kia thì cũng có thực lực cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, ban nãy hắn chém ra một kiếm nhưng nàng ta lại chẳng hề hấn gì hết. Lúc này,
Cô gái bỗng hỏi, người có thể cho ta mượn thanh kiếm đó của mình xem không? Diệp Huyên liếc nàng ta cười nói, đương nhiên là được rồi. Hắn nói xong bèn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức bay đến trước mặt cô gái. Cô gái ngó Diệp Huyên, người cứ thế yên tâm đưa nó cho ta. Diệp Huyên cười, ta tin ngươi. Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, tại sao lại tin ta? Diệp Huyên cười, một cao thủ đỉnh cấp như ngươi thì sao lại làm ra chuyện vô liêm sỉ ấy được chứ? Cô gái liếc Diệp Huyên rồi quan sát kiếm Thanh Huyên trong tay. Một lát sau, nàng ta lại ngó Diệp Huyên nhưng không nói gì. Sau đó, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng để biến mất khỏi tại chỗ. Diệp Huyên sửng sốt, chay, Diệp Huyên vội vàng dùng thần thức tìm kiếm xung quanh nhưng hoàn toàn không phát hiện ra nàng ta. Đối phương đã trốn biệt tăm. Diệp Huyên đứng tại chỗ đen mặt, mẹ nó. Đúng là không theo lẽ thường mà. Chạy. Diệp Huyên quả thật không ngờ người phụ nữ kia lại cầm kiếm Thanh Huyên chạy mất. Không thèm để ý mặt mũi luôn. Lúc này, Tiểu Tháp trầm giọng hỏi, tiểu chủ, người phụ nữ kia chọn cách không biết xấu hổ như người rồi, làm sao giờ? Làm sao giờ? Diệp Huyên câm nín. Còn có thể làm sao? Trong một nơi kỳ lạ như này, không có kiếm Thanh Huyên thì hắn y như là một con kiến. Nói thật, giờ Diệp Huyên có chút sợ. Bởi vì hắn đã không thể cảm giác được kiếm Thanh Huyên nữa. Có điều, Diệp Huyên biết người phụ nữ kia chắc chắn sẽ trở về tìm mình, không có sự trao quyền của hắn thì nàng ta không thể nào sử dụng nó. Nhưng vấn đề là, trước khi nàng ta trở về tìm mình phải làm sao trong khoảng thời gian đó đây? Nếu gặp phải bốn người người không ra người, quỷ không ra quỷ ban nãy thì e rằng hắn sẽ xong đời. Đúng lúc này, đằng xa bỗng vâng lên một âm thanh quỷ dị ớn lạnh. Diệp Huyên nghe thấy âm thanh đó thì tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy. Hắn biết bốn tên người thối rữa kia đang đến đây. Diệp Huyên chạy như điên, một lát sau, hắn đã đi vào một cánh rừng hoang vu hẻo lánh. Bên trong vô cùng âm u. Xung quanh tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo tận xương. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, chỗ này hình như không phải là nơi người ở. Diệp Huyên ngó xung quanh, đúng lúc này, đằng xa chợt xuất hiện một đám người. Bọn họ giống như là một đội ngũ đón dâu, toàn bộ đều ăn mặc trường bào màu đỏ, còn khiêng một cái kiệu đỏ như máu. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh đó thì hơi đau đầu, mẹ nó, có cần phải làm một cách quỷ dị như vậy không? Lúc này, bốn gã người thối giữa áo bào trắng chợt xuất hiện ở đằng sau Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn một trắng một đỏ kia mà vô cùng đau bi. Bấy giờ, trong cái kiệu kia bỗng vang lên một giọng nói, hơi thở của người sống. Là giọng của phụ nữ. Theo giọng nói đó vang lên, một cô gái đi ra, nàng ta mặc một bộ trường bào màu đỏ, đầu đội mũ phượng giống như một cô dâu sắp gả chồng. Diệp Huyên ngó cô gái kia. Mặt mày hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỏi, tiểu tháp, người nói xem nếu Thanh Nhi đến đây và gặp được đám người thối rửa lòe loẹt này sẽ thế nào? Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, chôn hết. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái đồ đỏ kia chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn cũng không trốn vì chẳng thể trốn thoát được. Cô gái đồ đỏ đến gần Diệp Huyên chớp mắt hỏi, từ ngoài vào. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ta khẽ cười, nghe nói ngươi là người đàn ông của Hồng Chiêu. Diệp Huyên cau mày, Hồng Chiêu. Cô gái cười nói, chính là người phụ nữ ngươi gặp trước đó. Hồng Chiêu. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, nàng ta chỉ lấy ta làm bia thôi. Cô gái liếc Diệp Huyên cười, vậy ngươi thảm rồi, tử chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn hết sức bình tĩnh, hắn ta cần phải biết rằng đối phương chỉ lấy ta làm tấm bia thôi. Cô gái chớp chớp mắt, biết rồi thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến với hắn ta mà thôi. Hồng Chiêu lợi dụng ngươi khiến hắn ta khó chịu, nhưng lại không thể đụng vào nàng ta, song lại xử được ngươi. Diệp Huyên khẽ thở dài, chẳng phải đều nói những cao thủ đạt tới cấp bậc như các cô đều có thể biết trước nguy hiểm sao? Ta đứng ở trước mặt các ngươi. Lẽ nào các ngươi lại không thể cảm giác được à? Cô gái nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên lại nói, chẳng phải là nói biết trước được phúc hay họa hả? Đừng nói với ta là các cô tu luyện mất luôn cái khả năng ấy nhé. Cô gái cười, ngươi biết tại sao mình còn sống không? Diệp Huyên cau mày.
Nàng ta đến gần Diệp Huyên, chớp chớp mắt nói, ngươi cho rằng Hồng Chiêu là người hiền lành gì hả? Hay cho rằng nàng ta thấy ngươi đẹp trai mới không giết mình? Diệp Huyên chần chờ rồi hỏi lại, lẽ nào không phải sao? Cô gái sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Diệp Huyên. Cô gái cười nói, nàng ta không giết người là vì linh cảm đến nguy hiểm, không thì ngươi đã bị hút khô từ lâu rồi. Diệp Huyên liếc mấy tên người thối giữa mặc áo bào trắng kia, bốn người đó hiển nhiên là có chút kiêng kỵ cô gái này nên cũng không dám ra tay. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn thẳng vào cô gái trước mặt hỏi, cô nương gọi là gì? Cô gái chớp chớp mắt, Già Diệp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, Già Diệp cô nương, cô xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp thôi đúng không? Già Diệp gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, chúng ta là kẻ địch sao? Già Diệp liếc Diệp Huyên cười đáp, còn chưa biết được. Diệp Huyên lại hỏi, cô và Hồng Chiêu có thủ oán? Già Diệp cũng không bị cuốn theo Diệp Huyên, chỉ cười hỏi, người muốn nói cái gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, có thể đổi nơi khác nói không? Già Diệp ngó bốn tên người thối giữa áo bào trắng đằng sau Diệp Huyên cười hỏi, người muốn ta đối phó họ giúp mình? Diệp Huyên bỗng nói, đắc tội. Hắn nói xong bèn dẫn Già Diệp tiến vào tiểu tháp. Sau khi vào trong, đôi mắt Già Diệp lập tức híp lại. Diệp Huyên mở tay ra, huyết mạch trong cơ thể bỗng dưng sôi lên. Già Diệp nhìn về phía Diệp Huyên vẫn không nói gì. Một lúc sau, Già Diệp cười nói, cái tiểu tháp này. Vào huyết mạch của ngươi, ừ, thực ra đều là chút dâu ria, chủ yếu là ta muốn làm bạn với ngươi. Diệp Huyên. Già Diệp cười, công tử, chúng ta ra ngoài đi. Bốn tên kia, ta nhìn họ mà ngứa mắt lâu rồi. Vừa hay hôm nay dạy cho họ một bài học luôn. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên ngoài, Già Diệp ngó bốn người đằng xa rồi vung tay lên. Ầm. Bốn người kia lập tức bị một sức mạnh khủng bố đánh bay ra cả vạn trượng. Bấy giờ, Già Diệp mới mở miệng nói, công tử đây là khách của ta, các ngươi cút xa chút cho ta, đừng có làm phiền hắn. Tên người thối giữa dẫn đầu đằng xa trầm giọng nói, gia chủ, hắn là người tử chủ muốn giết. Già Diệp nhàn nhạt nói, sao, ngươi muốn dùng tử chủ của các ngươi để đe dọa ta à? Tên người thổi giữa kia hơi khem lưng nói, không dám. Già Diệp híp mắt gắt, cút, tên người thổi giữa kia không dám nói gì, liếc Diệp Huyên rồi khàn khàn nói, không ai có thể bảo vệ ngươi cả đời. Gã nói xong định rời đi. Xong lúc này, Diệp Huyên lại bỗng nói, đợi đã. Tên người thối giữa kia xoay người nhìn về phía Diệp Huyên lại chợt quay sang Già Diệp rồi đi đến bên cạnh nàng ta, khẽ nói, tên không lông kia có thể ngược thời gian không? Già Diệp liếc tên người thối giữa kia lắc đầu. Không. Diệp Huyên ngây người rồi nhìn về phía tên người thối giữa kia, kế tiếp hắn đột nhiên biến mất khỏi tại chỗ. Ong. Một tiếng kiếm ngân chợt vang lên giữa sân. Một kiếm này không phải trảm mệnh, mà là sinh tử nhất kiếm. Đằng xa, tên người thối giữa dẫn đầu bỗng bước lên trước một bước rồi đấm ra một quyền. Một quyền ấy vừa đánh ra đã có vô số khí đen phun ra từ trên nắm tay gã. Lúc này, một kiếm của Diệp Huyên cũng bổ tới. Ầm. Một mảnh kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua nắm tay tên người thối giữa kia rồi đâm tiếp vào ngực gã. Ầm. Tên người thối giữa kia lập tức bị thanh kiếm đó đóng đinh trên thời không xa vạn trượng. Giờ phút này, gã hoàn toàn ngơ ngác. Diệp Huyên mở tay ra rồi vung lên, hơn 10 luồng kiếm khí xẹt qua không trung bổ tới. Vèo, vèo, vèo. Ba tên người thối giữa áo bào trắng còn lại chưa kịp phản ứng đã bị những luồng kiếm khí kia chém nát bét. Diệp Huyên đi đến trước mặt tên người thối giữa áo bào trắng bị đóng đinh kia hỏi, có phải là ngươi cảm thấy ta rất yếu? Cổ họng tên người thối giữa kia nuốt ực một cái rồi nói, ngươi. Ngươi không yếu thì chạy cái gì? Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Không phải là vì ông đây nghĩ rằng ngươi có thể ngược thời gian sao? Hóa ra tên không lông này hoàn toàn không biết.
với thực lực bây giờ của hắn thì ngoài cao thủ có thể ngược thời gian ra thì những cao thủ khác đều không phải là đối thủ. Thực ra, dù là cao thủ như Hồng Chiêu, nếu không dùng ngược thời gian thì hắn cũng có sức đánh một trận. Diệp Huyên cũng không nói nhảm nữa, dứt khoát phung tay lên, một luồng kiếm quang trực tiếp chém chết tên người thối giữa áo bào trắng kia. Gia Diệp bên cạnh cười nói, gã chính là thuộc hạ của tử chủ đó, người giết gã chẳng khác gì tát lên mặt hắn ta lần này, các ngươi coi như là kết thù luôn rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Gia Diệp cả nương, có thể nói đây là đâu không? Gia Diệp hơi kinh ngạc, người không biết nơi này. Diệp Huyên gật đầu, lần đầu tới. Gia Diệp liếc Diệp Huyên, một lát sau mới nói, tử nhân giới, đây là một nơi bị nguyền rủa. Diệp Huyên nhíu mày, bị nguyền rủa. Gia Diệp gật đầu, khẽ nói, thực ra, từ rất lâu trước đó, nơi này chỉ là một thế giới bình thường nhưng về sau đã xảy ra một chuyện. Bởi vì nó mà nơi đây đã bị hạ một lời nguyền vô cùng độc ác. Hễ là người trong thế giới này sẽ biến thành người thối rữa và không bao giờ có thể rời khỏi đây. Mà người nơi này vì hít vào quá nhiều tử khí nên trong cơ thể chỉ có tử khí chứ không hề có sinh khí. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ có tử khí. Gia Diệp gật đầu. Diệp Huyên nặng nề hỏi, trong người chỉ có tử khí thì các người sống dưới hình thức nào? Gia Diệp cười, người thối giữa chứ gì? Thực lực hơi mạnh có thể miễn cưỡng chèn ép tử khí, không để nó ăn mòn hoàn toàn. Ai yếu thì giống mấy tên người thối giữa ngươi vừa giết đó. Họ sẽ bị tử khí ăn mòn cả cơ thể lẫn linh hồn, cuối cùng sẽ biến thành một con quái vật. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Vậy, ai đã nguyền rủa nơi này? Gia Diệp im lặng. Diệp Huyên hỏi, không thể nói à? Gia Diệp lắc đầu, không dám nói. Diệp Huyên cau mày, đối phương vẫn còn sống. Gia Diệp gật đầu. Diệp Huyên nhìn ngó xung quanh, mẹ nó, xem ra mình vẫn nên điệu thấp một chút. Hắn như nghĩ đến điều gì liếc Gia Diệp nói, Gia Diệp cô nương, dáng vẻ đó của cô. Gia Diệp mỉm cười, ta đang đợi chồng chưa cưới của mình. Diệp Huyên nhíu mày, chồng chưa cưới. Hắn ta đi ra ngoài hả? Gia Diệp lắc đầu, hắn ta đã chết. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, chờ một người đã chết. Gia Diệp nhẹ nhàng nói, cuối cùng thì hắn ta cũng không thể ngăn cản tử khí trong người nên. Nàng ta nói đến đây bèn lắc đầu, không nói đến chuyện cũ nữa. Ta dẫn người đi gặp một người. Diệp Huyên hơi tò mò, ai? Gia Diệp đáp, người nói người có thể cứu vớt thế giới này. Diệp Huyên. Giải cứu thế giới này. Diệp Huyên nhăn mày lại, hắn vừa muốn hỏi cái gì, mà lúc này, Gia Diệp đã dẫn hắn đi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một gian nhà trúc đơn giản, trước nhà trúc là một biển hoa, trong biển hoa có một cô gái đang đứng, cô gái mặc váy dài màu mây, trong tay xách một lãng hoa. Lúc này, cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp Huyên nhíu mày, người biết ta. Khóe miệng cô gái hơi cong lên, đương nhiên. Nói xong, nàng ta đặt lãng hoa sang một bên, sau đó đi đến trước một chiếc bàn đá, cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó ngồi ở trước mặt cô gái cười nói, Diệp công tử, ta tên Hoang, Hoang trong đại hoang. Diệp Huyên nhìn cô gái, Hoang cô nương, người biết ta. Hoang gật đầu. Diệp Huyên nhíu mày, lúc này Hoang cười nói, ta biết Niệm cô nương. Niệm tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Hoang cô nương mỉm cười, ta từng gặp nàng, đã từng thỉnh cầu nàng giúp đỡ, nhưng nàng nói, muốn loại bỏ thuật nguyền rủa ở nơi đây, trong tất cả những người nàng biết trên thế giới này, chỉ có ba người có thể làm được. Mà ba người này, chắc chắn không phải là người mà tử nhân giới có thể tiếp xúc, cũng không phải người chúng ta có thể mời được. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng nàng còn nói, có một người có thể mời được bọn họ. Diệp Huyên im lặng. Rất rõ ràng, người kia chính là mình. Hoang cô nương đột nhiên đứng dậy, sau đó hơi khom người thi lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử, kính xin ngươi ra tay giúp đỡ, giải cứu sinh linh giới này. Diệp Huyên nhìn về phía Hoang cô nương, Niệm tỷ nói với ngươi, bảo ngươi tìm ta. Hoang cô nương gật đầu. Diệp Huyên gượng cười. Niệm tỷ đã nói ra như vậy, rõ ràng nàng hy vọng hắn có thể loại bỏ nguyền rủa nơi này. Liên lạc Thanh Nhi.
Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Hoàng cô nương, Hoàng cô nương, nếu là Niệm tỷ mở lời, ta không có lý do gì từ chối. Nhưng mà, ta nghĩ Niệm tỷ cũng không biết các ngươi đợi ta như vậy, nếu như biết, chắc chắn nàng sẽ không bảo ngươi đến tìm ta. Nghe vậy, Hoàng cô nương hơi nhíu mày lại, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên thản nhiên nói, ta vừa tới nơi này đã bị người của các ngươi đánh nát cơ thể, không chỉ như vậy, nàng ta còn cướp kiếm của ta, trừ cái đó ra, tử chủ gì đó kia còn nhiều lần phái người tới giết ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ôi, ta càng nghĩ càng giận mà. Hoàng cô nương nhìn về phía Già Diệp kia, Già Diệp khẽ gật đầu. Sắc mặt Hoàng cô nương lập tức lạnh xuống. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Hoàng cô nương, ta thật sự không muốn bởi vì thế giới này mà đi làm phiền muội muội ta, ngươi xem thế này được không, ta mang ngươi ra ngoài, hoặc là, ta nghĩ cách xóa bỏ nguyền rủa của một mình ngươi, về phần tử nhân giới này, ta thật sự bó tay hết cách. Hoàng cô nương hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, uất ức ngươi rồi, ta biết, như vậy đi, ngươi chờ một lát, ta xử lý cho ngươi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, Hoàng cô nương, ngươi là người có thực lực mạnh nhất nơi này sao? Hoàng cô nương lắc đầu. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, vậy có lẽ ngươi không cách nào xử lý, vẫn là câu nói kia, ta nghĩ cách loại bỏ nguyền rủa trên người ngươi, về phần thế giới này, ta bó tay hết cách. Hoàng cô nương hơi do dự, sau đó nói, nhưng Niệm cô nương. Diệp Huyên cười nói, chắc chắn Niệm tỷ không biết người ở nơi này của các ngươi bắt nạt ta như vậy, nếu không, nàng sẽ không bảo ngươi đến tìm ta, về điểm này, ta rất chắc chắn. Trên thế giới này, người đối xử tốt nhất với hắn chắc chắn là Thanh Nhi, mà người thứ hai chính là Niệm tỷ. Còn cha, hắn dứt khoát bỏ qua. Hoàng cô nương đột nhiên nhìn về phía Già Diệp, Hồng Chiêu đâu rồi? Già Diệp lắc đầu, không biết chạy đi đâu rồi. Hoàng trầm giọng nói, gọi nàng ta đến tìm ta. Già Diệp hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Nói xong, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dần dần, vùng không gian trước mặt nàng ta rung động, không lâu sau, không gian trước mặt ba người đột nhiên vỡ vụn, sau đó, một cô gái đi ra. Chính là Hồng Chiêu kia. Hồng Chiêu nhìn Diệp Huyên, hơi ngẩn người, người vẫn chưa chết. Diệp Huyên đen mặt. Lúc này, Hoàng bên cạnh đột nhiên vung tay phải lên. Bốp! Kèm theo tiếng tát lanh lảnh vang lên, Hồng Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị đập nát. Chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên bỗng nhiên giật lên một cái. Mẹ nó! Người phụ nữ này mạnh như vậy, hắn biết thực lực của Hồng Chiêu, không chỉ có thể nghịch thời gian, mà còn có thể đánh nứt kiếm Thanh Huyên, mà người phụ nữ kinh khủng như vậy lại bị Hoang này dùng một phát tát đánh nát cơ thể. Mình có cần nói chuyện khiêm tốn chút không? Hồng Chiêu bên cạnh cũng choáng váng. Nàng ta nhìn Hoang, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Hoang. Sắc mặt Hoang lạnh lẽo, xin lỗi Diệp công tử. Xin lỗi. Hồng Chiêu nhìn về phía Diệp Huyên, hắn, vì sao chứ? Hoang nheo mắt lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Chiêu bỗng nhiên thay đổi, nàng ta vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, xin lỗi. Diệp Huyên nói, kiếm của ta đâu? Hồng Chiêu hơi do dự, sau đó nói, trong tay tử chủ. Diệp Huyên nhíu mày, trong tay tử chủ. Hồng Chiêu gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao lại trong tay tử chủ? Hồng Chiêu thoáng nhìn Hoang ở bên cạnh, im lặng không nói. Diệp Huyên đột nhiên nói, có phải ngươi phát hiện không cách nào dùng kiếm của ta nên đã tặng cho tử chủ, dùng nó tạo thành mối thù một mất một còn giữa ta và tử chủ. Hồng Chiêu nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ thở dài, Hồng Chiêu cô nương. Ngươi xem đi, chuyện ngươi làm là chuyện con người có thể làm ra sao? Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại cầm kiếm của ta chạy mất, quan trọng nhất chính là, ngươi không chỉ coi ta là bia đỡ đạn, ngươi còn chia rẽ ta và tử chủ kia, loại chuyện vô sỉ như vậy mà ngươi cũng làm ra được. Vẻ mặt Hồng Chiêu bình tĩnh, không nói lời nào. Lúc này, Hoàng ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu Diệp công tử còn chưa hết giận, có thể giết nàng ta. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Chiêu bỗng nhiên thay đổi, Hoang. Hoang dứt khoát bỏ qua nàng ta. Hồng Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta đã đánh giá thấp núi dựa của ngươi rồi.
Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn về phía Hoang, Hoang cô nương, người có thể giải quyết tử chủ kia không? Hoang nhìn về phía Già Diệp, gọi gã đến gặp ta. Diệp Huyên. Già Diệp khẽ gật đầu, sau đó lập tức truyền âm huyền khí, không lâu sau, không gian trước mặt mọi người đột nhiên rung động, tiếp theo, một người đàn ông trung niên đi ra, người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, khuôn mặt già nua, hai mắt xám trắng, cơ thể tỏa ra tử khí đậm đặc. Tử chủ. Tử chủ thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Hoang, Hoang tìm ta có chuyện gì? Hoang nhìn tử chủ, kiếm của Diệp công tử đâu? Tử chủ nheo mắt lại, sao vậy, Hoang muốn ra mặt cho người ngoài này. Trong mắt Hoang lóe vẻ dữ tợn, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một cánh hoa bên trong vườn hoa này đột nhiên bay lên, ngay sau đó, tất cả mọi thứ nơi đây đều trở nên mờ ảo. Khi nhìn thấy cánh hoa này, Hồng Chiêu và Già Diệp bên cạnh đều thay đổi sắc mặt. Nơi xa, đồng tử tử chủ bỗng nhiên co rụt lại, gã khẽ nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng ấn xuống, trong nháy mắt thời không xung quanh gã lập tức trở nên chậm chạp. Nghịch thời gian. Nhưng mà, khi cánh hoa kia bay đến, dường như có cái gì ở nơi đây bị xé nứt, tiếp theo, trong tầm mắt mọi người, cánh hoa kia trực tiếp chui vào giữa lông mày tử chủ. Quỳnh. Cơ thể tử chủ run rẩy kịch liệt, vô số tử khí bị chôn vùi. Mà giờ phút này, sắc mặt Hồng Chiêu, Gia Diệp và Diệp Huyên nơi này đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cánh hoa này của Hoang lại có thể phá vỡ nghịch thời gian của tử chủ. Tử chủ nhìn Hoang chằm chằm, ngươi. Hoang đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bay ra từ trong cơ thể tử chủ, sau đó vững vàng rơi xuống tay nàng ta. Hoang đánh giá kiếm Thanh Huyên, sau đó trả cho Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên nhận lấy kiếm Thanh Huyên, sau đó nói. Không phải ngươi nói ngươi không phải người có thực lực mạnh nhất nơi này sao? Hoang chớp chớp mắt, ta cảm thấy, ta nên khiêm tốn một chút. Diệp Huyên. Hoang thoáng nhìn Hồng Chiêu và tử chủ bên cạnh, Diệp công tử, muốn bọn họ chết không? Nghe vậy, sắc mặt Hồng Chiêu và tử chủ đều thay đổi. Diệp Huyên cười nói, vậy phải xem ý của cô nương. Hoang khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong. Nàng ta muốn ra tay, mà lúc này, Hồng Chiêu bên cạnh đột nhiên nói, Hoang, gần trăm vạn năm nay ngươi chưa từng ra tay, vì sao hôm nay lại muốn giúp loài người này? Hoang thản nhiên nói, bởi vì hắn có thể cứu thế giới này. Hồng Chiêu ngây người, sau đó tức giận nói, chỉ dựa vào hắn. Sao có thể chứ, tuyệt đối không thể nào. Hoang lắc đầu, hắn không thể, nhưng người đứng sau hắn có thể. Hồng Chiêu gằn giọng nói. Không ai trên thế gian này có thể chống lại tên kia, không ai cả. Hoang khẽ lắc đầu, nàng ta muốn ra tay, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, giết người đàn ông kia là được rồi. Hoang thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó gật đầu, đang định ra tay, tử chủ kia đột nhiên nói, ta cũng không tin. Hoang nhìn về phía Diệp Huyên, chờ Diệp Huyên chỉ thị. Diệp Huyên nhíu mày, ta quan tâm ngươi tin hay không tin làm gì. Tử chủ ngây người, sau đó nói, nàng ta không tin, vì sao ngươi không giết nàng ta? Mà ta không tin, ngươi lại muốn giết ta? Diệp Huyên thản nhiên nói, bởi vì nàng ta là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Đầu tiên tử chủ ngẩn người, sau đó giận dữ, ngươi cái đồ háo sắc. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào giữa lông mày tử chủ. Quỳnh! Cơ thể tử chủ run rẩy kịch liệt. Sau đó trong nháy mắt bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Ba người phụ nữ còn lại. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn Hoang ở trước mặt, Hoang cô nương, thực lực của ngươi khủng bố như vậy mà không thể xóa bỏ nguyền rủa nơi này sao? Hoang gật đầu, không thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc là ai nguyền rủa nơi này? Hoang im lặng một lát rồi nói, một người phụ nữ. Phụ nữ. Diệp Huyên hơi đau đầu. Vì sao phụ nữ đều khủng bố như vậy? Hoang do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta rất tin tưởng niệm cô nương, nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, thực lực của người nguyền rủa nơi này rất mạnh, ngay cả ta cũng cảm thấy sâu không lường được. Trải qua nhiều năm như vậy, tử nhân giới này cũng xuất hiện không ít yêu nghiệt, nhưng chỉ cần có người dám phá thuật nguyền rủa, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người đứng sau ngươi có thể làm được không?
Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt Hoang đột nhiên thay đổi dữ dội, nàng ta bỗng nhiên kéo Diệp Huyên ra sau, sau đó giơ ngón tay ra. Quỳnh! Không gian trước mặt Hoang chấn động kịch liệt, ngay sau đó, ngón tay của Hoang bị chôn vùi với tốc độ kinh khủng, đồng thời còn dần lan ra cả cơ thể nàng ta, trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay phải của nàng ta trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Hoang không để ý đến cánh tay của mình, nàng ta bỗng nhiên quay đầu, lúc này, chẳng biết lúc nào đã có một cánh tay trắng nõn bóp lấy cổ họng Diệp Huyên. Chỉ có tay. Tiểu Tháp đột nhiên nói, đừng làm tổn thương tiểu chủ ta. Cánh tay kia đột nhiên buông Diệp Huyên ra, ngay sau đó, nó dứt khoát bắt lấy Tiểu Tháp rồi bỗng nhiên siết lại. Quỳnh. Tiểu Tháp run rẩy kịch liệt, trực tiếp nứt toác hệt như mạng nhện. Tiểu Tháp kêu rên, ta thu lại lời vừa nói, ngươi tùy ý tổn thương, đừng đánh ta chỉ là một cái tháp. Diệp Huyên, tay, giữa sân, sắc mặt mọi người vô cùng nghiêm túc, chỉ có một bàn tay, nhưng mà chính bàn tay lại làm cho tất cả mọi người ở đây rơi vào tuyệt vọng. Bao gồm cả Diệp Huyên tay cầm kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên trầm lặng, hắn thật sự sắp sụp đổ rồi. Lão tử thật sự đẹp trai không quá 3 ngày hay sao? Mới vừa tưởng là vô địch, hiện tại lại biến thành đệ đệ. Mẹ nó! Cái cuộc đời chết tiệt này! Một bên, Hoang nắm chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trong tay nàng ta nhìn chằm chằm cái tay kia, người đã nguyền rủa thành này hơn 1000 vạn năm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đủ! Lúc này, một giọng nói đầy oán hận không biết từ đâu truyền đến, đời đời kiếp kiếp cũng không đủ. Hoang tức giận nói, người rốt cuộc phải vây hãm giới này bao lâu? Giọng nói kia, mãi mãi. Thanh âm vừa dứt, bàn tay ngọc kia đột nhiên đập một cái. Hoang lập tức bị đánh bay xa 1000 trượng, mới vừa dừng lại, thời không nơi Hoang đứng trực tiếp vỡ tan. Không hề có sức đánh trả. Một bên, Gia Diệp và Hồng Chiêu ánh mắt lộ đầy vẻ kinh hoàng. Cô gái kia. Cô gái đã nguyền rủa nơi này 1000 vạn năm. Xa xa, Hoang lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp trốn. Trốn. Diệp Huyên cười khổ, thế này sao trốn? Ngay cả người cũng bị đánh áp đảo, hắn chạy đi đâu được. Lúc này, bàn tay kia chỉ về phía Hoang ở phía xa, mắt Hoang co rụt lại, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, hắn mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm khí của cha. Cùng với sự xuất hiện của kiếm khí này, cái tay kia đột nhiên dừng lại. Nơi đây bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên nhìn cái tay trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, nói chuyện một chút. Giọng nói kia châm chọc, ngươi không xứng. Thanh âm vừa dứt, cái tay kia từ từ bay lên, ngay sau đó, một lực lượng khủng bố đột nhiên ngưng tụ từ trong cánh tay phải của nó, mà theo sự hiện của lực lượng này, cả tử nhân giới lập tức sôi bùng lên. Sau đó bắt đầu thiêu đốt từng chút một. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, hai mắt nhất thời híp lại. Mẹ nó! Lần đầu hắn thấy có người sau khi nhìn thấy kiếm khí của cha, vậy mà vẫn lựa chọn cứng rắn đối đầu. Đối phương không thể nào không biết sự khủng bố của kiếm khí của cha, thế mà, đối phương còn lựa chọn cứng rắn đối đầu, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là đối phương nắm chắc có thể cứng rắn chống lại kiếm khí của cha. Đương nhiên, Diệp Huyên tay cầm kiếm khí của cha cũng không lựa chọn sợ hãi, muốn thúc giục kiếm khí, trực tiếp giết chết cô gái này. Hắn không tin cô gái này có thể chống lại được kiếm khí của cha, tuy rằng lão cha hổ dữ ăn thịt con, nhưng thực lực kia thật không thể chê, nếu một sợi kiếm khí không giết nổi cô gái này, vậy cũng quá mất giá rồi. Ngay khi Diệp Huyên sắp triệt để thúc giục kiếm khí, Hoang ở bên cạnh đột nhiên kéo cánh tay Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lắc đầu kiếm khí xuất ra. Cộng thêm lực lượng của nàng ta, trong phút chốc sẽ hủy diệt cả tử nhân giới. Diệp Huyên im lặng. Như lời Hoang nói, kiếm khí này xuất ra cộng thêm lực lượng của cô gái kia, đừng nói cả tử nhân giới, chính hắn cũng không chắc có thể sống sót. Nhưng mà không đánh cũng không được nữa rồi. Đúng lúc này, Hoang đột nhiên nhìn về phía cái tay kia, hắn là đệ đệ của Niệm Niệm cô nương. Niệm Niệm. Nghe vậy, cái tay kia khẽ run lên. Một lát sau, giọng nói vang lên, vậy thì sao? Hoang trầm giọng nói, không thể nói chuyện. Giọng nói kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nói chuyện.
năm đó bọn họ có cho ta cơ hội nói chuyện không? Hoang nhíu mày, người đã muốn diệt toàn tộc của bọn họ. Giọng nói kia gầm lên, như vậy là đã đủ rồi sao? Hoang trầm lặng. Răng rắc. Lúc này, không gian trước mặt Hoang đột nhiên xé mở ra, ngay sau đó, một cô gái mặc áo trắng chậm rãi bước ra, không thể không nói, dung mạo của cô gái này thật sự quá đẹp. Ở đây Hoang và Già Diệp còn cả Hồng Chiêu đều là những cô gái tuyệt đẹp, nhưng là ở trước mặt cô gái này liền bị lu mờ. Nhưng, đôi mắt cô gái kia lạnh như băng, không chứa một chút cảm tình. Cô gái từ từ đi đến trước mặt Hoang, hậu nhân Hoang tộc, sở dĩ ta không giết ngươi là bởi vì năm đó Hoang tộc ngươi là người duy nhất không ra tay với tộc của ta. Nhưng, điều này không có nghĩa ngươi có tư cách đàm phán gì với ta. Nói xong, nàng ta quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, còn có ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì quản chuyện này? Chỉ bởi vì sau lưng ngươi có người, người sau lưng ngươi mạnh, đó là chuyện của người sau lưng ngươi, liên quan gì tới ngươi? Bản thân không có thực lực, còn muốn lo chuyện bao đồng, cuối cùng để người phía sau chùi đít cho ngươi, ngươi không thấy xấu hổ sao? Diệp Huyên lắc đầu, ngươi đừng dùng ngôn ngữ phá tâm tình của ta, da mặt ta rất dày, bất kỳ lời nói nhục mạ nào cũng không có tác dụng với ta. Các cô gái. Cô gái lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thế nào, làm một thế hệ thứ hai rất tự hào. Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không tự hào, nhưng mà, là thế hệ hai, ta có gì sai à? Chẳng lẽ người sai không phải là cha và muội muội của ta sao? Ai bảo bọn họ mạnh như vậy? Bọn họ mạnh, ta mới là thế hệ thứ hai. Hơn nữa, bọn họ mạnh là chuyện ta có thể quyết định hay sao? Các cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Nàng ta đột nhiên phát hiện có hơi không có gì để nói. Diệp Huyên tiếp tục nói, còn nữa, ta là thế hệ thứ hai, nhưng là, ta cũng không ỷ thế hiếp người, ta nhiều nhất chính là làm ra vẻ mà thôi. Ra vẻ có phạm pháp không? Ra vẻ có sai không? Hơn nữa, ta ra vẻ thất bại bị đánh, ta có gọi người không? Ta hình như không gọi người đúng không? Ngươi vừa rồi ức hiếp ta đến bây giờ, ta có gọi người không? Có không, hả? Cô gái nhìn Diệp Huyên, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, ta chưa bao giờ cảm thấy mình là thế hệ thứ hai là rất lợi hại, ngược lại, các ngươi căn bản không biết ta áp lực nhiều như thế nào, bởi vì mục tiêu cả đời ta là vượt qua cha và cả muội muội của ta, mà cha và muội muội của ta lại vô địch như vậy. Nói đến đây, hắn lắc đầu, loại đau khổ này, các ngươi không thể hiểu được. Cô gái lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, con người. Ta không muốn nhìn ngươi ra vẻ ở đây. Ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất, ngươi rời khỏi nơi này, thứ hai, ngươi gọi người. Diệp Huyên nói ngay, ta lựa chọn gọi người. Cô gái nheo mắt, ngươi không phải nói ngươi không dựa vào người nhà sao? Diệp Huyên cười nói, nếu là Niệm tỷ bảo nàng ta đến tìm ta, vậy ta khẳng định phải dùng hết khả năng của mình. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Hắn từ từ nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, ta biết muội có thể nghe được của ta nói, có thể ra đây đánh cô gái này một trận không? Không có gì đáp lại. Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể? Diệp Huyên lại nói, Thanh Nhi, muội có đó không? Vẫn là không có hồi đáp. Diệp Huyên liền tối sầm xuống, hắn tiếp tục nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Vẫn như trước không có gì đáp lại. Diệp Huyên nét mặt cứng đờ, Thanh Nhi không phải là đang ngủ đấy chứ. Hắn lại thử gọi vài tiếng, nhưng mà, vẫn không có gì đáp lại. Lần này, Diệp Huyên đổ mồ hôi lạnh rồi. Một bên, mấy cô gái đều đang nhìn Diệp Huyên. Trước mặt Diệp Huyên, cô gái lạnh nhạt nói, thế nào, xảy ra vấn đề rồi sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, sau đó từ từ nhắm mặt lại, cha. Không ai đáp lại. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói cha, con chưa bao giờ tìm cha nhờ giúp đỡ, cha hãy giúp con một lần này đi. Vẫn như trước không có gì đáp lại. Sắc mặt Diệp Huyên liền trầm xuống, cha. Vẫn là không có đáp lại. Khuôn mặt Diệp Huyên tối sầm lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ ta có hơi hoảng. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ với cha không? Tiểu Tháp nói, không thể. Chủ nhân cách ta quá xa, nếu không, chúng ta dùng lại trò cũ,
để cô gái kia cầm kiếm Thanh Huyên cảm ứng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyên suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt cô gái, người có thể cảm ứng được với muội muội ta thông qua thanh kiếm này. Cô gái tiếp nhận kiếm Thanh Huyên, nhưng nàng ta lại không cảm ứng, mà nhìn về phía Diệp Huyên, ta vì sao phải cảm ứng với muội muội ngươi? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ngươi vô địch như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp người càng mạnh hơn ngươi? Cô gái nhíu mày, ngươi đây là cái logic gì? Ta lợi hại, cho nên ta phải tìm người lợi hại hơn để đánh. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi cũng cảm thấy muội muội ta lợi hại hơn ngươi à? Cô gái lắc đầu, đừng dùng kế khích tướng thấp kém như thế. Ta không có hứng thú với muội muội ngươi, càng không có hứng thú với ngươi. Ngươi đã không gọi được người đến, ta phải đánh ngươi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, mà lúc này, cô gái phất tay áo lên. Diệp Huyên bị đánh bay xa hàng vạn trượng, mà khi hắn dừng lại, thân thể đã rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Cô gái lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, còn muốn ra tay tiếp, mà lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm khí của người đàn ông áo xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Cô gái nhìn Diệp Huyên, hai mắt híp lại, ngươi không phải đã nói, ngươi không dựa vào cha và muội muội sao? Diệp Huyên cả giận nói, ngươi đều sắp đánh chết ta rồi, còn không cho ta dựa vào cha ta. Cô gái mặt không chút biểu cảm, ngươi đều sắp bị ta đánh chết rồi. Cũng không thấy cha ngươi xuất hiện, thế nào, ngươi không phải con ruột à? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nhói tim rồi. Diệp Huyên. Lúc này, Hoàng ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyên nhìn về phía Hoàng, Hoàng nhẹ giọng nói, không phải nàng ta cho ngươi hai sự lựa chọn sao? Chọn cái thứ nhất đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy còn ngươi? Một bên cô gái đột nhiên nói, ngươi đến bản thân cũng khó giữ, còn lo cho nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, người khác ta có thể mặc kệ, nhưng là bạn của Niệm tỷ tỷ, lão tử phải quản. Nói xong, hắn liền xuất hiện trước mặt Hoang, hắn nhìn thấy cô gái trước mặt, gần giọng nói, ta không thể đánh lại người, nhưng là... Cô gái lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nhưng là cái gì? Diệp Huyên trầm giọng, nhưng là... Nói đến đây, hắn lại ngắt lời. Cô gái châm chọc nói, nhưng là cái gì? Ngươi nói đi, ngươi nói ra. Diệp Huyên cả giận nói, nhưng là cha ta đánh thắng được ngươi. Muội muội ta đánh thắng ngươi. Mọi người. Cô gái châm chọc nói, ngươi không có cha ngươi, không có muội muội ngươi, ngươi tính cái gì? Diệp Huyên cả giận, ta còn có một đại ca. Nét mặt cô gái cứng đờ. Các cô gái kia gần như sụp đổ. Chấm 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 chấm. Cô gái kia nghe những lời Diệp Huyên nói, sắc mặt lập tức trở nên âm u. Thực ra, sở dĩ nàng ta ở đây nghe Diệp Huyên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng ta cảm nhận thấy sự bất phàm của người tạo ra kiếm Thanh Huyên. Còn cả kiếm khí trong tay Diệp Huyên, một sợi kiếm khí khủng bố như thế, chủ nhân của kiếm khí so với nàng ta, chỉ mạnh không yếu. Nếu thật sự giết Diệp Huyên, nàng ta ắt sẽ dính nhân quả lớn. Tuy nàng ta mạnh, nhưng cũng không tự cho rằng bản thân đã đến trình độ vô địch. Không thể không nói, gặp phải thế hệ thứ hai kiểu này, quả thật có chút đau đầu. Đánh không được. Mắng. Hình như mắng không lại. Thỏa hiệp. Nàng ta lại có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì bản thân phải thỏa hiệp với một thế hệ thứ hai? Nghĩ đến đây, cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, người mới vừa nói, người đã rất lâu chưa từng chủ động gọi người phía sau ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói như vậy, ngươi là nghĩ muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, trong tình huống bình thường, ta sẽ không gọi người, nhưng nếu ngươi muốn đánh chết ta, ta khẳng định sẽ gọi người. Bởi vì thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với ta. Cô gái khẽ gật đầu, như này thì thế nào, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi và ta cả hai phong ấn tất cả tu vi của mình, sau đó đấu một trận công bằng. Diệp Huyên nhíu mày, một trận công bằng. Cô gái gật đầu, so căn cơ, so ý chí chiến đấu. Diệp Huyên trầm lặng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đang muốn châm chọc, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta đồng ý.
Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, điều kiện đánh cược chính là, nếu ngươi thua, lập tức cút đi xa, nếu ta thua, ta thả ngươi và hoang đi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, được. Dưới tình hình Thanh Nhi và cha đều không xuất hiện, hắn căn bản không thể cứu toàn bộ tử nhân giới này. Mặc dù hắn cũng muốn ra vẻ, nhưng là, phải lượng sức mà làm. Thực lực không đủ mà cứ cố ra vẻ, đó là não tàn. Lúc này, Hoàng đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, có nắm chắc không? Diệp Huyên cười nói, không. Hoàng biểu cảm cứng đờ. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, hắn nhìn về phía cô gái ở xa xa, cô nương, xưng hô như thế nào? Cô gái mặt không chút thay đổi, tên là gì, có liên quan đến ngươi không? Diệp Huyên. Cô gái nói, ít nói nhảm, bắt đầu đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Phong ấn tất cả tu vi. Hai người chỉ so căn cơ, so với ý thức chiến đấu. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt. Trạng thái tĩnh tâm. Trong khoảnh khắc đã tĩnh tâm, kiếm trong tay hắn run lên nhẹ nhẹ. Xa xa, vẻ mặt cô gái bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, cô gái chợt dựng hai ngón tay lên, sau đó khẽ kẹp lại, cái kẹp tay này trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, tiếp theo, nàng ta thuận thế bắn ra. Kiếm của Diệp Huyên vỡ vụn, mà lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở giữa hai chân mày của cô gái mà không hề có dấu hiệu gì. Phi kiếm. Một kiếm này mới là sát chiêu thật sự của Diệp Huyên. Đối mặt với phi kiếm bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt cô gái bình tĩnh, nàng ta lùi về sau một bước, sau đó gạt hai ngón tay. Oanh! Phi kiếm lập tức bị gạt bay. Nhưng ngay sau đó, lại một thanh phi kiếm chém tới. Không có kiếm khí cùng kiếm ý, cũng không bất kỳ lực lượng thời không nào, chỉ là tốc độ và lực lượng đơn thuần. Cô gái đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, khi phi kiếm kia chém đến trước mặt nàng ta đột nhiên nghiêng người, trực tiếp tránh thoát phi kiếm. Ngay sau đó, nàng ta thuận thế hướng về phía trước, đánh một cùi chỏ. Diệp Huyên giơ ngang kiếm chắn. Bịch. Diệp Huyên bị một cùi chỏ này đánh cho liên tục lùi ra sau. Mà Diệp Huyên còn chưa dừng lại, cô gái kia đã lại xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó, tay phải của nàng ta đã nắm lấy cổ hắn. Ngay sau đó, tay phải nàng ta dùng sức. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, sắc mặt nàng ta bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì Diệp Huyên đã chủ động phá nát thân thể mình. Chủ động hủy diệt thân thể của chính mình. Trong khoảnh khắc thân thể vỡ tan, một kiếm của Diệp Huyên đâm vào giữa hai chân mày cô gái, nhưng là, mới vào nửa tấc, kiếm đó là ngừng lại, bởi vì tay cô gái đã lại kẹp lấy kiếm của hắn lần nữa. Mà Diệp Huyên đột nhiên buông tay phải ra, bay ra sau, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lại chém về phía cô gái. Cô gái trông rất bình tĩnh. Nàng ta kẹp kiếm của Diệp Huyên, nhẹ nhàng quét qua. Hai thanh kiếm trực tiếp bị hủy diệt. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, chủ động vứt bỏ thân thể, người cũng thật quyết đoán. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Ngưng thần. Một bên, cô gái khẽ cau mày, ngưng thần. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Cô gái hơi nghiêng người, một thanh kiếm kề sát chân mày nàng ta đâm qua. Mà lúc này, kiếm đột nhiên dừng lại, sau đó xoay ngang một cái. Cô gái giơ ngón tay chắn. Ba. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Cô gái lùi lại mấy trượng, nàng ta vừa dừng lại, lại một thanh kiếm đâm tới. Nối tiếp không ngừng. Cô gái cau mày, nàng ta kẹp hai ngón tay lại, cái kẹp này một lần nữa kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, sau đó mạnh mẽ dùng sức. Oanh. Kiếm vỡ. Nhưng là ngay sau đó, lại là một thanh kiếm đâm tới. Cô gái đánh một quyền ra. Oanh, thanh kiếm kia vỡ. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đã ở cách xa mười mấy trượng, hắn đứng cầm kiếm, hai mắt vẫn khép hờ như trước. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nét mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt lại có một chút kinh ngạc. Nàng ta phát hiện, nàng ta hình như đã hơi đánh giá thấp gã kiếm tu này. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tiến lên trước. Một bước này vừa ra, một thanh kiếm lập tức xuất hiện ở trước trán cô gái. Cô gái chỉ tay một cái. Lần này,
nàng ta lựa chọn trực diện đối đầu, cứng đối cứng. Ầm. Thanh kiếm của Diệp Huyên bị cái chỉ tay này làm cho đứng yên tại chỗ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên buông kiếm ra, thanh kiếm lập tức dùng một góc quỷ dị lách qua ngón tay cô gái, sau đó tả chém về phía cổ của nàng ta. Sắc mặt cô gái bình tĩnh, tay trái chắp hai ngón tay chỉ bắn về bên trái. Bịch. Kiếm lập tức bị đẩy lùi. Nhưng lúc này, lại một thanh kiếm đâm tới. Một kiếm này không nhanh, nhưng là, thời cơ nó đâm tới lại vừa đúng lúc. Nối tiếp một cách hoàn hảo. Cô gái đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng áp, nhưng ngay sau đó, đồng tử mắt nàng ta chợt co rụt lại, bởi vì nàng ta phát hiện, Diệp Huyên vậy mà hóa thành kiếm quang biến mất vào trong thanh kiếm kia. Linh hồn và kiếm hoàn toàn dung hợp. Có thể như vậy. Cô gái muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Suy. Kiếm trực tiếp đâm xuyên bàn tay của nàng ta, sau đó biến mất vào trong tay phải nàng ta. Khủng bố nhất chính là, linh hồn của Diệp Huyên cũng tiến vào trong cơ thể của nàng ta. Một thể hai hồn. Cô gái ngơ ngác. Diệp Huyên vào lúc này cũng ngẩn người. Kỳ thực, vừa rồi lấy hồn dung hợp với kiếm, chỉ là hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, bởi vì hắn vốn có thể người kiếm hợp nhất. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới là, sau khi linh hồn và kiếm dung hợp, uy lực lại tăng lên gấp bội, càng làm cho hắn không ngờ đến chính là, hắn nhờ vào kiếm, linh hồn đã trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô gái. Mẹ nó! Lần này làm thế nào? Đúng lúc này, một lực lượng khủng bố đột nhiên nghiền áp về phía linh hồn hắn. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi rõ rệt. Mẹ nó! Cô gái này không nói võ đức, vậy mà đã khôi phục tu vi, không chỉ như thế, đối phương còn muốn hủy diệt linh hồn hắn. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyên cũng không lo được gì khác, lập tức thúc giục kiếm thanh huyên trấn hồn phách của cô gái. Không chỉ như thế, hắn còn kích hoạt huyết mạch chi lực, trấn áp huyết mạch của cô gái. Rầm rầm, trong nháy mắt, cơ thể cô gái rung lên kịch liệt, sắc mặt nàng ta thay đổi vội vàng dừng lại. Sắc mặt cô gái cực kỳ khó coi, đi ra. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô gái, ngươi không giữ chữ tín, thế mà khôi phục tu vi. Cô gái gằn giọng nói, ngươi có ra không? Nàng ta không dám động thủ cưỡng ép, bởi vì sức uy hiếp từ kiếm của Diệp Huyên đối với nàng ta vô cùng lớn, không chỉ như thế. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên cũng đã trấn áp huyết mạch cơ thể nàng ta. Nếu Diệp Huyên mạnh hơn chút nữa, thậm chí có thể đoạt xác. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Huyên thì vẫn chưa thể làm được, nhưng là, Diệp Huyên có thể phá hư. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta còn lâu mới ra. Đi ra, là sẽ phải chịu đánh. Cô gái đột nhiên nhìn về phía hoang, người không ra, ta giết nàng ta. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm khí của người đàn ông áo xanh xuất hiện, hắn lạnh nhạt nói, ngươi dám động thủ, ta sẽ thúc giục kiếm khí này, ở bên ngoài, có lẽ ngươi có thể sống, nhưng ở trong này, ngươi tuyệt không có đường sống. Cô gái mặt dữ tợn, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyên cả giận nói, lão tử chính là uy hiếp ngươi. Người phụ nữ không nói võ đức, đã nói chiến đấu một trận công bằng, ngươi lại khôi phục thực lực, ngươi còn không biết xấu hổ hơn ta. Cô gái trầm giọng nói, người đi ra, chúng ta tiếp tục đánh. Diệp Huyên giận tím mặt, lão tử còn lâu mới tin ngươi. Cô gái nheo mắt, vậy ngươi tính ở chỗ ta cả đời hay sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cảm thấy rất tốt. Khuôn mặt cô gái khôi phục vẻ bình tĩnh, ngươi nghĩ rằng ta không thể làm gì ngươi à? Nói xong, nàng ta từ từ nhắm mắt. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Mẹ nó, thức hải của cô gái này muốn tiến vào thức hải của hắn. Cô gái này muốn đoạt xá ngược lại. Cô gái nói làm là làm, thức hải trực tiếp xâm lấn vào thức hải của Diệp Huyên, mà Diệp Huyên vội vàng nói, tiểu hồn, trấn trụ thức hải của ta. Kiếm Thanh Huyên lập tức cùng Diệp Huyên hòa làm một thể, chống lại cô gái. Nhưng mà, cô gái vẫn tiến vào trong thức hải của Diệp Huyên, nàng ta chuẩn bị trấn áp thần trí của Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu phản kháng. Không thể không nói, cô gái này không phải khủng bố bình thường, Diệp Huyên có kiếm Thanh Huyên trợ giúp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ý thức của nàng ta xâm lấn. Về phần kiếm khí kia, hắn cũng không dám dùng một cách tùy tiện, dùng ở trong này thì sẽ là ngọc nát đá tan,
Bởi vậy, không phải trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng kiếm khí kia. Lúc này, cô gái gần giọng nói, ta khiến ngươi mua dây buộc mình. Vừa dứt lời, nàng ta bắt đầu điên cuồng xâm lấn vào thức hải của Diệp Huyên. Diệp Huyên thay đổi sắc mặt rõ rệt, vội vàng chống đỡ, nhưng dưới sự xâm lấn ý thức của cô gái kia, hắn dần dần thất thủ. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cần giúp đỡ không? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ngươi có thể giúp sao? Tiểu Tháp nói, đương nhiên, ta nói cho người biết, trước kia chủ nhân rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người khác cắn nuốt ý thức, đều là ta bảo vệ hắn. Đơn giản mà nói, ở phương diện đoạt xá này, chỉ cần có Tiểu Tháp ta, thì sẽ không có điều bất chắc. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy ngươi nhanh giúp đi. Tiểu Tháp nói, được. Nói xong, nó hóa thành một ánh sáng vàng tiến vào trong thức hải của Diệp Huyên. Sau khi dung hợp với Tiểu Tháp, thức hải của Diệp Huyên mạnh lên gấp hàng chục lần trong nháy mắt. Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, mà lúc này, ý thức của Diệp Huyên bao phủ lấy ý thức của nàng ta. Không phá hủy. Nhưng là, ý thức của hai người lại dung hợp với nhau. Trong nháy mắt, trong đầu hai người đều xuất hiện ra vô số ký ức của nhau. Giờ phút này, hai người là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái cũng sửng sốt. Cả hai cùng ngơ ngác. Bởi vì ý thức của hai bên đều không thể cắn nuốt đối phương, quan trọng nhất là cả hai thế mà còn dung hợp, cùng có được ký ức của đôi bên. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hai người đều hoàn toàn sửng sốt. Lương Nhân. Cô gái này tên là Lương Nhân. Mà nàng ta cũng là người của tử nhân giới. Nghìn vạn năm trước, cô gái vừa sinh ra đã khiến người ở thế giới này hoảng sợ. Bởi vì nàng ta vừa sinh ra đã có được thể chất nguyền rủa một trong 10 loại thể chất tà ác nhất trong truyền thuyết. Thể chất nguyền rủa. Trong toàn bộ thể chất tà ác thì nó đứng thứ nhất. Nó tượng trưng cho tai nạn và xui xẻo. Vì lý do đó mà cô gái vừa sinh ra đã bị người trong gia tộc ghét bỏ. Từ nhỏ đã không có bạn bè gì, tất cả mọi người đều chán ghét nàng ta. Dù là cha cũng chẳng thèm để ý đến cô gái, chỉ mẹ là làm bạn bên cạnh mình. Tuy cô gái rất cô đơn, nhưng vẫn có mẹ ở bên nên cũng cảm thấy biết đủ. Nhưng khi nàng ta 16 tuổi thì mảnh thế giới này đã xảy ra một trận tai nạn. Linh khí khô cạn. Nó giống như ngũ duy kiếp, bất kỳ vũ trụ nào đều có một ngày hao hết tuổi thọ. Nhưng lúc đó, người trong thế giới này lại cho rằng đó là do cô gái mang tới. Là thiên đạo đang trừng phạt mình. Mà lý do đối phương giáng xuống trừng phạt đều là vì Lương Nhân. Thế nên, sau đó đã xảy ra trận thiên tai kia. Vì ngăn ngừa sự tức giận của số đông, gia tộc của cô gái đã giao nàng ta ra, nhưng mẹ cô gái lại vì bảo vệ nàng ta mà bị giết, tận mắt nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình, thể chất nguyền rủa của cô gái đã hoàn toàn thức tỉnh. Kế tiếp, nàng ta đã lấy mình làm môi giới, nguyền rủa toàn bộ thế giới. Hễ là người của thế giới này thì chẳng những không bao giờ có thể đi ra khỏi đây, còn sẽ trở thành cương thi, dần dần thối rữa rồi chết đi. Không những là họ mà cả con cháu đời sau cũng sẽ bị nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không thể đi ra ngoài, sau đó thối rữa rồi chết đi. Diệp Huyên hoàn hồn lại. Phải công nhận rằng Lương Nhân này cũng rất đáng thương. Giờ phút này, hắn đã có chút hiểu tại sao đối phương lại có oán hận lớn như thế. Bởi vì hồi đó người trong thành này chẳng cho nàng ta một cơ hội nào, còn trực tiếp đẩy người thân nhất của cô gái vào chỗ chết. Diệp Huyên khẽ thở dài. Đúng là làm bậy mà. Bên cạnh, Lương Nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Giờ phút này, nàng ta cũng có được toàn bộ ký ức của Diệp Huyên. Nhưng, lại không có ký ức của ba người. Ba người này chính là cô gái váy trắng, người đàn ông áo xanh và một vị kiếm tu. Khi dung hợp ký ức với Diệp Huyên thì mọi thứ về ba người họ đều tự động che chắn nàng ta. Lương Nhân muốn cứng rắn tìm hiểu nhưng nàng ta giật mình phát hiện mình lại hoàn toàn không thể làm được. Hiển nhiên là thực lực của ba người kia còn mạnh hơn nàng ta. Thực ra, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên và luồng kiếm khí kia thì Lương Nhân cũng biết người đằng sau Diệp Huyên mạnh hơn mình. Không thì, nàng ta đã không cho Diệp Huyên cơ hội để so đấu. Đàm phán.
không có thực lực thì ai lại đàm phán với ngươi? Giờ đây, Diệp Huyên trực tiếp rời khỏi cơ thể Lương Nhân, nàng ta nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Hoang đang đứng bên cạnh, cô cũng biết ngọn nguồn mọi việc đúng không? Hoang gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, Hoang khẽ nói, những người năm đó đều đã chết hết. Diệp Huyên lại nhìn về phía Lương Nhân cô nương, chưa trải nghiệm sự đau khổ của người thì không nên mở miệng khuyên nhủ. Diệp Huyên ta cũng chẳng phải người tốt gì, và nếu có người dám đụng tới người thân của ta chắc chắn sẽ làm càng tàn nhẫn hơn cô. Thế nên, ta chỉ dẫn Hoang cô nương và già Diệp cô nương đi thôi, được không? Lương Nhân im lặng một lát rồi đáp, được. Tha cho người trong thế giới này. Nàng ta không làm được. Nhưng nếu thả hai người thì vẫn có thể thỏa hiệp. Diệp Huyên quay đầu ngó Hoang và già Diệp, hai vị, điều ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Già Diệp vội vàng gật đầu, cảm ơn Diệp công tử. Nếu không rời khỏi thì sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ chết trong đây. Giờ, mình chẳng qua cũng chỉ đang ngắc ngoài thôi, bởi vì cuối cùng nàng ta cũng sẽ không ngăn cản được sức mạnh nguyền rủa kia. Cho dù là Hoang thì cũng không thể ngăn được. Các nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm lại một chút mà thôi. Hoang im lặng một lúc rồi gật đầu, được. Diệp Huyên không nợ thế giới này bất cứ điều gì, nàng ta không thể bắt hắn làm gì cho nó, lại đòi hỏi thêm thì có vẻ quá đáng. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Bấy giờ, Hồng Chiêu lại bỗng dưng mở miệng, còn ta. Diệp Huyên liếc nàng ta và cô thân lắm hả? Hồng Chiêu. Diệp Huyên trực tiếp dẫn Hoang và già Diệp rời đi. Lúc này, Lương Nhân bên cạnh lại chợt nói, đợi đã. Diệp Huyên dừng lại, xoay người nhìn về phía Lương Nhân với vẻ khó hiểu. Lương Nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyên nói, ngươi có được toàn bộ ký ức của ta. Diệp Huyên gật đầu, cô cũng có được toàn bộ ký ức của ta, hai ta huề nhau. Lương Nhân cả giận nói, huề nhau, ký ức của ngươi có lợi gì với ta chứ? Cả đời này của ngươi, cả ngày chỉ biết ba hoa trích chòe. Không phải đang làm ra vẻ chính là chuẩn bị khoác lác. Đống ký ức lung tung rối loạn ấy thì có giá trị gì? Diệp Huyên. Lương Nhân lại nói, ta muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức của ta trong ngươi. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không được. Lương Nhân híp mắt, ngươi có ý gì đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, xóa bỏ ký ức sẽ gây tổn thương rất lớn đến cơ thể, không thể làm vậy được. Đương nhiên là hắn sẽ không để Lương Nhân xóa bỏ toàn bộ ký ức của nàng ta, vì giờ Diệp Huyên đã có được tất cả ký ức tu luyện của Lương Nhân. Tất cả đó. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì Diệp Huyên hoàn toàn có thể vùng lên. Lương Nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói câu nào. Diệp Huyên cười mỉa, hay là vậy đi, ta cho cô một số ký ức có giá trị rồi chúng ta huề nhau. Cô xem được không? Lương Nhân lạnh mặt, ký ức có giá trị, ý ngươi là làm cách nào để làm màu hả? Diệp Huyên. Bấy giờ, Lương Nhân lại bỗng nói, ta có thể không xóa bỏ mọi ký ức của ta, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Huyên hơi khó hiểu, chuyện gì? Ta nói trước nhé, thực lực của ta rất yếu, cũng sợ chết, cô đừng có bắt ta đi làm chuyện mà ngay cả cô cũng không làm được. Lương Nhân lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không bắt ngươi làm gì hết. Chỉ là muốn kiếm của ngươi dùng một chút thôi. Mượn kiếm. Diệp Huyên cau mày, cô mượn kiếm làm gì? Lương Nhân nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần nói có cho hay không. Diệp Huyên chần chờ một lát rồi đáp, không cho. Lương Nhân bình tĩnh nói, vậy ta sẽ cắt bỏ toàn bộ ký ức của ta. Nàng ta nói xong định ra tay, Diệp Huyên lập tức vội vàng nói, có thể bàn bạc. Bàn bạc thêm mà. Lương Nhân im lặng một lát, sau đó nói, ta sẽ không lấy kiếm của ngươi, chỉ mượn dùng chút mà thôi. Nếu ngươi lo thì có thể đi cùng ta, dùng xong ta sẽ trả cho ngươi. Diệp Huyên liếc Lương Nhân, chắc không? Lương Nhân gật đầu, ngươi có ký ức của ta nên chắc cũng biết ta là loại người như thế nào. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi đáp, ta có thể cho cô mượn dùng nhưng dùng xong phải trả lại cho ta ngay. Lương Nhân gật đầu, được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Hoang và già Diệp, Hoang cô nương, già Diệp cô nương, vậy hai người đi ra ngoài trước đi. Hoang do dự rồi nói, vậy ngươi hãy cẩn thận.
Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Già Diệp rời đi. Hoàng biết, tuy lương nhân kia có thực lực khủng bố nhưng chắc chắn không dám giết Diệp Huyên. Sau khi hai nàng rời đi, Diệp Huyên mới nhìn về phía lương nhân cô nương, cô mượn kiếm làm gì? Lương nhân nhân nhạt nói, đi theo ta. Nàng ta nói xong xoay người rời đi. Diệp Huyên chần chờ một lát rồi cũng theo sau. Lương nhân trực tiếp dẫn hắn rời khỏi tử nhân giới. Sau đó cả hai xuyên qua gần mấy trăm cái tinh vự ét, cuối cùng đi đến trước một cái hồ, trên mặt hồ có một căn khách điếm. Diệp Huyên ngó lương nhân hỏi, nơi này là? Lương nhân không nói gì, dẫn hắn đi đến trước cửa khách điếm. Lúc này, chợt có một ông lão chắn trước mặt hai người. Ông lão khàn khàn nói, lương nhân cô nương, hắn không có tư cách tiến vào bên trong. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Lương nhân liếc Diệp Huyên, cho ta mượn kiếm một chút. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô cứ thế vứt ta ở đây hả? Lương nhân ngó Diệp Huyên, nơi này phải có thực lực mới vào được. Diệp Huyên dứt khoát đi đến trước mặt ông lão kia rồi nhìn thẳng vào ông ta hỏi, có phải là ông cảm thấy ta rất yếu? Ông lão nhìn Diệp Huyên đáp, đúng vậy. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện trước mặt ông lão, đây là một thanh kiếm do chính ta tạo ra, ông nhìn giúp ta xem có vấn đề gì không? Lương nhân liếc Diệp Huyên, giờ nàng ta coi như đã hiểu được cái gì gọi là mở mắt nói dối. Tên này nói dối mà không thấy đỏ mặt ư. Khi ông lão nhìn thấy kiếm Thanh Huyên thì lập tức biến sắc. Hiển nhiên, ông ta đã cảm giác được sự phi phàm của nó. Diệp Huyên lại nói, ông đừng xem không, nào, sờ một chút cảm giác thử xem. Hắn nói xong bèn đặt kiếm Thanh Huyên vào tay ông lão. Ông lão chần chờ một lát rồi thử cảm giác, vừa cảm giác thì bỗng dưng có một thanh kiếm không biết chui ra từ đâu bay tới. Sau đó, ông ta còn chưa kịp phản ứng đã bị nó xuyên thủng trán. Vèo. Ông lão trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Ngơ ngác. Ông ta mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Mình bị sao vậy? Bên cạnh, lương nhân liếc nhìn tinh không đằng xa, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Thanh kiếm này bay đến từ trong tinh không nhưng nàng ta lại không biết người rút kiếm đang ở đâu. Nàng ta như nghĩ đến gì đó bỗng nhìn về phía Diệp Huyên, trước đó tên này còn bảo mình cảm giác nó thử xem. Lương nhân nghĩ vậy không kiềm được lạnh lùng liếc Diệp Huyên một cái, nhân loại này đúng là xấu xa gian trá. Thực ra, lúc này Diệp Huyên cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không Thanh Nhi lại bỗng dưng ra tay, trước đó chẳng phải muội ấy cũng không ở đây sao? Bấy giờ, ông lão kia chợt run rẩy nói, các hạ. Cái này. Diệp Huyên chần chờ rồi rút kiếm hành đạo ra, vừa định cất đi thì nó đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Diệp Huyên nhìn ông lão trước mặt hỏi, ta có thể đi vào không? Ông lão vội vàng nói, được, đương nhiên là được rồi. Diệp Huyên ngó lương nhân, đi thôi. Hai người đi về phía khách điếm, trên đường lương nhân bỗng hỏi, chẳng phải ngươi đã nói là không gọi người à? Diệp Huyên liếc lương nhân, ta có gọi đâu, là chính ông ta cảm ứng đó chứ. Lương nhân im lặng rồi nói, ngươi đúng là một thiên tài. Diệp Huyên. Sau khi đi vào, Diệp Huyên phát hiện bên trong chỉ có khoảng 10 căn phòng, trước mỗi căn đều có một cái trận pháp cực kỳ khủng bố. Diệp Huyên nhìn về phía lương nhân nhàn nhạt nói, lên lầu. Nàng ta nói xong bèn dẫn Diệp Huyên lên lầu, sau khi lên Diệp Huyên lại hỏi tiếp, lương nhân, cô mượn kiếm làm gì? Lương nhân lạnh nhạt đáp, chém một người. Nàng ta nói xong ngừng lại rồi nói tiếp, nhưng ta đã đổi ý. Diệp Huyên đang định hỏi thì bấy giờ có một giọng nói tràn đầy chế giễu vang lên từ trên lầu, đây chẳng phải là kẻ thua cuộc lương nhân à? Sao, lại đến tìm ngược hả? Diệp Huyên theo tiếng nhìn sang, cách đó không xa có một cô gái váy đen đang ngồi, treo eo còn đeo một thanh đao. Lương nhân bỗng nhiên cầm lấy kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rồi đi về phía cô gái váy đen. Diệp Huyên nhíu mày, cô nương này định làm gì? Giờ phút này... Lương nhân đi đến trước mặt cô gái kia rồi đưa kiếm Thanh Huyên ra nói, nào, cảm giác thử xem. Diệp Huyên trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác thử xem. Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên kỳ lạ, ban đầu hắn còn nghĩ rằng lương nhân sẽ đánh nhau một trận với cô gái váy đen kia nữa kìa. Cô gái váy đen này là ai?
Diệp Huyên đánh giá cô gái váy đen kia, nàng ta có dáng người cao gầy, váy đen như mực, gương mặt lại chẳng kém cạnh Lương Nhân. Nhưng, khóe miệng lúc nào cũng cong lên làm nàng ta trông hơi kiêu ngạo. Trên eo cô gái còn đeo một thanh đao, vỏ đao đen tuyền, bên trên có khắc vô số con chữ thần bí. Cô gái này là ai? Trong lòng Diệp Huyên hơi tò mò. Cô gái váy đen liếc Kiếm Thanh Huyên rồi híp mắt lại, trường đao trên eo nàng ta lại khẽ rung lên, chẳng những vậy còn có một luồng đao ý xông thẳng về phía Kiếm Thanh Huyên. Đối mặt với sự khiêu khích ấy, sao Kiếm Thanh Huyên có thể nhịn được? Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên, một luồng kiếm ý đánh thẳng về phía trường đao kia. Ầm! Thoáng chốc, cả căn khách điếm đều rung lên kịch liệt. Xong, nó cũng không bị phá hủy. Điều này không khỏi khiến Diệp Huyên hơi bất ngờ, căn khách điếm này cũng chắc chắn giữ. Lúc này, thanh đao trong tay cô gái váy đen định lao ra khỏi vỏ, mà Kiếm Thanh Huyên cũng đã giãy giụa muốn thoát khỏi tay Lương Nhân. Một đao một kiếm sắp đánh nhau. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên, hai vị, không thể đánh nhau trong đây được. Giọng nói đó vừa nói xong, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, không biết khi nào thì đã có một ông lão cầm tẩu thuốc đứng ở cửa. Lương Nhân và cô gái váy đen nhìn thấy ông lão đó thì đều nhíu mày lại. Ông lão cầm tẩu thuốc ngó Kiếm Thanh Huyên trong tay Lương Nhân rồi phun ra một ngụm khói đặc, kiếm tốt. Đúng là có một không hai. Cô gái váy đen nghe vậy cau mày, lão quỷ, ông đánh giá như vậy, Thanh, Khai Phong, trong tay ta cũng không phục đâu. Ông lão nhếch miệng cười, tức lệ cô nương, đừng không phục, thực lực của chủ nhân thanh kiếm này cao hơn người rèn Khai Phong rất nhiều. Cô gái tên là Tức Lệ cười nhạt nói, vậy ư? Ông lão cười ha ha rồi nhìn về phía Diệp Huyên, đánh giá hắn một lượt mới hỏi, chàng trai này, lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Không biết sư phụ là ai? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đáp thiên mệnh. Thiên mệnh. Ông lão hơi cau mày, thiên mệnh. Ông ta nói xong trong mắt chợt lóe lên chiến ý. Mà khi luồng chiến ý ấy xuất hiện, con người ông ta chợt co rút lại. Sau đó, cả người ông lão lập tức xuất hiện vô số luồng kiếm khí nho nhỏ. Kế tiếp, cơ thể ông ta bắt đầu dần dần biến mất. Hai cô gái khác trong khách điếm nhìn thấy cảnh đó đều biến sắc. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Chuyện gì thế? Thanh Nhi ra tay ư? Không đúng. Thanh Nhi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Ông lão bên cạnh bỗng chắp tay trước ngực, chư thiên chấn ngã. Thoáng chốc, có vô số sức mạnh ùa về phía ông ta nhưng nó hoàn toàn không trấn áp được những luồng kiếm khí nhỏ bé trên người. Ông lão vội vàng nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, xin hãy nói tốt vài câu. Diệp Huyên trần chờ rồi nói, Thanh Nhi, bỏ đi. Bấy giờ, những luồng kiếm khí nho nhỏ trên người ông lão chợt run lên rồi biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Còn ông lão lại mồ hôi sũng người, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Diệp Huyên do dự rồi nói, tiền bối. Ông lão cười khổ, Mệnh Huyền, không ngờ sư phụ của tiểu hữu lại là Mệnh Huyền. Mệnh Huyền. Hai cô gái trong khách điếm nghe thấy lời đó của ông lão đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyên, trong mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên nhíu mày, Mệnh Huyền. Ông lão hơi kinh ngạc, tiểu hữu không biết ư. Diệp Huyên gật đầu, không biết. Ông lão trầm giọng nói, Mệnh Huyền, là một cảnh giới trong truyền thuyết, nghe đồn, hễ ai đạt tới cảnh giới đó đều có thể cảm giác được bất cứ suy nghĩ nào của người khác. Không đúng, là người khác không thể gọi thẳng tên người đó. Diệp Huyên trầm ngâm nói, không đúng, trước đó cũng có người gọi tên Thanh Nhi nhưng muội ấy lại không ra tay. Ông lão cười khổ, ban nãy, khi ta gọi tên thì trong lòng xuất hiện chiến ý. Diệp Huyên câm nín. Có điều, hắn vẫn khá kinh ngạc, Mệnh Huyền là cảnh giới gì vậy? Đã thế còn quá mơ hồ. Không thể gọi thẳng tên tuổi. Lúc này, ông lão lại nói, không ngờ trên đời này lại có cao thủ Mệnh Huyền thật. Diệp Huyên chợt hỏi trong lòng, tiểu tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi là Mệnh Huyền cảnh à? Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, đừng bao giờ dùng cảnh giới để suy đoán thiên mệnh tỷ tỷ, giống như mấy người lúc trước mà ngươi gặp được. Họ nói mình có thể đỡ được một kiếm của tỷ tỷ. Mà tại sao họ lại nói vậy? Là vì họ đã đánh giá thấp thiên mệnh tỷ tỷ.
Đương nhiên ở trong lòng họ thì lại cho rằng đã đánh giá cao tỷ ấy rồi, nhưng sự thật thì sao? Chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt họ, bầu trời chỉ lớn bằng miệng giếng, song thực tế lại thế nào? Nó nói đến đây thì khẽ thở dài, giờ trong mắt tiểu chủ, ông lão trước mặt rất rất mạnh. Nhưng theo kinh nghiệm của ta thì chẳng bao lâu nữa e rằng ông ta cũng sẽ là con kiến thôi. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp có hơi bất lực, tại sao ư? Tiểu chủ, lẽ nào người không phát hiện sao? Hệ thống cảnh giới của chúng ta đã sập rồi. Từ đầu đến giờ, người còn nhớ tổng cộng đã tu bao nhiêu cảnh giới không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, không nhớ được. Tiểu tháp nói, vậy thì chẳng phải đúng rồi. Diệp Huyên cau mày, tại sao lại như thế? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, vấn đề này thì ta từ chối trả lời. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Tiểu tháp câm nín một lúc rồi nói, người có bắp mà, ta chưa chắc đã có nên nói chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn. Đừng đến hôm nào, tiểu tháp ta chết cũng không biết chết như thế nào, vậy thì lỗ to. Diệp Huyên. Bấy giờ, ông lão bên cạnh bỗng hỏi, tiểu hữu, đây là lần đầu ngươi đến à? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão chần chờ rồi lấy ra một cái thẻ màu đen đưa cho Diệp Huyên, đây là thẻ VIP, có nó thì sau này tiểu hữu có thể tới đây bất cứ lúc nào. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, chỗ này là... Ông lão cười đáp, đạo hội. Diệp Huyên cau mày, đạo hội. Ông lão gật đầu, muốn vào đạo hội thì ít nhất cũng phải là khuy huyền cảnh. Khuy huyền. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, trên khuy huyền chính là mệnh huyền à? Ông lão lắc đầu, không phải, trên khuy huyền là chi huyền, trên chi huyền mới là mệnh huyền. Ông ta nói xong liếc hai cô gái khác bên cạnh, các này đều là khuy huyền cảnh, mà ta lại là bán bộ chi huyền cảnh. Diệp Huyên im lặng. Ông lão cười nói, tiểu hữu, dù đạo hội là một tổ chức nhưng mọi người bên trong đều là tự do, không có bất cứ ràng buộc nào, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Mục đích của đạo hội là tập hợp những cao thủ đỉnh cấp của mảnh vũ trụ này lại rồi cùng nhau tham khảo đại đạo hay trao đổi một số mình cần, chứ không có ràng buộc gì hết. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, ý của ta là cảnh giới ta thấp như vậy. Ông lão vội vàng nói, không sao hết, quy tắc là chết, người là sống mà. Diệp Huyên cười, vậy ta sẽ gia nhập. Ông lão hết sức vui vẻ, nói ngay, tốt, sau này tiểu hữu có cần gì thì cứ nói. Nếu trong đủ khả năng thì ta chắc chắn sẽ không chối từ. Diệp Huyên chắp tay, vậy cảm ơn tiền bối trước nhé. Ông lão cười, đừng khách sáo, đều là người một nhà cả. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão lại ngó Lương Nhân và Tức Lệ đằng xa, hai vị cô nương, nếu các cô muốn đánh thì hãy đi đến thời không khác. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Trong phòng, hai nàng đều im lặng. Giờ phút này, các nàng đã không còn tâm trạng để đánh nhau nữa. Mệnh huyền. Lương Nhân liếc Diệp Huyên, tên này có lai lịch lớn vậy à? Tức Lệ lại bỗng hỏi, Lương Nhân, sao, lần này là tính đánh hội đồng ta hả? Lương Nhân nhàn nhạt nói, đánh hội đồng, cô coi trọng mình quá rồi. Trước đây, cô ỷ vào thanh đao trong tay mới đẻ đầu được ta. Nào, giờ chúng ta đánh lại thử xem. Tức Lệ cười khẩy, đánh thì đánh. Lương Nhân nói xong trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Huyên nhíu mày, chần chờ rồi cũng không đi theo, hai người phụ nữ đánh nhau thì có gì đẹp. Chủ yếu là hắn sợ sức mạnh của hai nàng quá khủng bố lan đến chỗ mình. Thực lực bây giờ của hắn vẫn có chênh lệch rất lớn với cả hai nàng ta. Bấy giờ, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, nên tu luyện thôi. Diệp Huyên gật đầu. Tu luyện. Ở trong đây. Hắn lại thành con kiến. Điều này không thể được. Diệp Huyên trực tiếp tiến vào tiểu tháp, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bèn xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại rồi cẩn thận cảm giác bạch chú giới. Nhất kiếm trảm mệnh. Hắn phải tu luyện chiêu trảm mệnh này đến cực hạn. Ngoài ra, hắn còn muốn tiêu hao ký ức của Lương Nhân vì nó cực kỳ có tác dụng với mình. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyên bèn mở ra hình thức điên cuồng tu luyện. Bạch chú giới là một thời không đặc biệt, mà nó lại lớn bao nhiêu. Trước mắt thì hắn biết đây là một thời không vô cùng lớn. Nói cách khác, sức mạnh của châm mệnh cũng có thể cực kỳ khủng bố.
mà có ký ức của Lương Nhân nên hắn biết rõ được sự chênh lệch giữa mình và những cao thủ như các nàng. Giờ đây, điều hắn cần nhất chính là thời gian, tu luyện không có 5 tháng. Đảo mắt đã qua 10 năm, đương nhiên, ở bên ngoài chỉ mới trôi qua mấy ngày. Giờ phút này, hắn chỉ có một suy nghĩ là dồn hết lưu thể chi lực trong bạch chú giới vào kiếm thanh huyên. Không những vậy, ngưng thần cảnh của hắn cũng có đột phá về thần hồn. Nếu thi triển nhất kiếm trả mệnh dưới trạng thái tĩnh tâm hay ngưng thần thì sức mạnh của nó sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Song Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, hắn bắt đầu nghiên cứu ngược thời gian. Nhưng hắn phát hiện, ngược thời gian này khó hơn thuận thời gian rất nhiều. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi khoanh chân tại chỗ. Thời gian trong tiểu tháp là ngược, nếu mình có thể mượn lưu thể chi lực trong bạch chú giới thì tại sao không thể mượn ngược thời gian trong tiểu tháp? Diệp Huyên nghĩ vậy lập tức vui vẻ. Điều đó là hoàn toàn có thể. Sao trước đây mình lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Ngay khi Diệp Huyên định thử một chút thì chợt nhíu mày lại, sau đó rời khỏi tiểu tháp. Vừa đi ra, Lương Nhân đã xuất hiện trước mặt hắn. Giờ phút này, nàng ta trông cực kỳ thảm, chẳng những không còn hai tay mà giữa trán còn cắm một thanh phi đao. Diệp Huyên ngây người, hỏi cô. Lương Nhân khàn khàn nói, xin lỗi ngươi, kiếm bị cướp đi rồi. Diệp Huyên cau mày, bị cướp, cô đánh không lại Tức Lệ kia à? Sắc mặt Lương Nhân vô cùng khó coi nói, nàng ta có người giúp. Đi, đi mau, mục tiêu của họ là ngươi. Diệp Huyên kinh ngạc đù, sao mục tiêu lại là ta? Cô! Lúc này, giữa trán Lương Nhân bỗng xuất hiện một tia sáng, sau đó nàng ta chậm rãi ngã xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, tiểu tháp, làm sao giờ? Tiểu tháp câm nín một lúc mới nói, mục tiêu của họ là người, liên quan gì đến tiểu tháp ta chứ? Diệp Huyên! Chấm chấm chấm! Diệp Huyên nhìn Lương Nhân trong lòng mà hơi cau mày. Làm sao giờ? Chạy! Nếu đối phương có thể đánh Lương Nhân bị thương thì hắn cũng chẳng thể chạy thoát được. Ở lại trong này! Diệp Huyên nhíu chặt mày lại. Mục tiêu là hắn. Trước đó, hắn mới lộ ra đằng sau mình có cao thủ mệnh huyền cảnh, đối phương dựa vào cái gì mà nhằm vào mình. Đúng lúc này, có một ông lão đi đến. Ông ta là ông lão cầm tẩu thuốc lúc trước và cũng chính là lão quỷ. Ông ta không có tên, đám Lương Nhân gọi người này là lão quỷ. Lão quỷ ngó Lương Nhân trong lòng Diệp Huyên, chần chờ rồi nói tiểu hữu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối. Ông đến đây để bảo ta rời khỏi nơi này à? Lão quỷ cười khổ. Diệp Huyên nhìn lão quỷ, là ai muốn nhằm vào ta? Lão quỷ do dự rồi đáp, Lan Thiếu. Diệp Huyên nhíu mày, Lan Thiếu. Lão quỷ gật đầu, Diệp công tử có từng nghe đến thiên gia Chu tộc chưa? Chu tộc. Diệp Huyên lắc đầu, liếc lão quỷ, xưng hô của ông ta với hắn đã từ tiểu hữu trở thành Diệp công tử. Hiển nhiên là không thể ở lại chỗ này. Lão quỷ cười khổ, thiên gia Chu tộc là gia tộc đứng đầu vũ trụ này. Ông ta nói xong dừng một lát lại nói, Chu tộc, cũng có cao thủ mệnh huyền cảnh. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao mục tiêu của hắn lại là ta? Lão quỷ nặng nề nói, chắc là vì kiếm của Diệp công tử. Hơn nữa, Tức Lệ cô nương và Lan Thiếu kia cũng khá thân thiết. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn nói xong nhìn lão quỷ cười, tiền bối, có thể chỉ cho một con đường sáng không? Lão quỷ chần chờ rồi nói, hay là, đầu hàng đi. Diệp Huyên đen mặt. Lão quỷ cười gượng, Diệp Thiếu, ta biết đằng sau ngươi có cao thủ mệnh huyền cảnh, nhưng dù sao sau lưng ngươi chỉ có một người, mà thiên gia Chu tộc lại không phải. Họ là một con quái vật lớn, cá nhân chống lại họ chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Diệp Huyên cười, ta không muốn đầu hàng. Tiền bối, ta biết giờ chắc họ đang ở ngay bên ngoài, ý ta là phải làm sao để rời khỏi đây một cách an toàn. Lão quỷ im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, sao không cược một lần chứ? Lão quỷ ngó Diệp Huyên, sao ông ta lại không hiểu ý của Diệp Huyên cho được? Có cần phải bán cho người này một ân tình không đây? Lão quỷ im lặng. Bán thì cũng có phiêu lưu. Vì người nhằm vào Diệp Huyên chính là thiên gia Chu tộc. Sơ suất một cái thôi thì sẽ chết không chỗ chôn. Một lúc sau,
Lão quỷ lắc đầu, Diệp công tử xin lỗi, lão phu bất lực. Diệp Huyên cười, hiểu rồi. Hắn nói xong bèn đưa lương nhân vào tiểu tháp, sau đó đi ra ngoài. Đã không có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng không thể nào xuyên qua thời không chạy trốn. Nếu đã thế, vậy trực tiếp đi ra. Lão quỷ thấy Diệp Huyên đi ra ngoài thì im lặng. Ông ta biết lai lịch của Diệp Huyên không đơn giản, nhưng có không đơn giản thì có thể so với thiên gia Chu tộc chắc. Đừng nói một vị mệnh huyền cảnh, dù là hai người cũng không có tư cách chống lại thiên gia Chu tộc. Không đầu hàng, chỉ có chết. Diệp Huyên vừa đi ra khỏi khách điếm đã gặp một nam một nữ, nữ chính là Tức Lệ, còn nam lại mặc áo bào trắng, tóc dài rũ sau lưng, trong tay đang ngắm nghía kiếm Thanh Huyên. Đằng sau hai người còn có hai ông lão áo đen. Thanh niên kia chính là Chu Lan. Chu Lan nhìn Diệp Huyên cười nói, kiếm này của ngươi rất mạnh, ta muốn. Diệp Huyên chần chờ rồi hỏi, các hạ chính là Lan thiếu của thiên gia Chu tộc. Trong mắt thanh niên lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi có nghe đến ta? Diệp Huyên cười khổ, tên tuổi của Lan thiếu vang vọng khắp nơi, ai mà chưa từng nghe chứ? Chu Lan cười ha ha, thú vị. Hắn ta nói xong đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi nói, ta rất thích kiếm này của ngươi. Diệp Huyên lập tức nói, nếu Lan thiếu thích, vậy tặng cho ngươi. Chu Lan cười, ngươi rất biết điều, ta thích kẻ thông minh. Hắn ta nói xong liếc kiếm Thanh Huyên rồi lại nói tiếp, ta rất thích kiếm này, nhưng hình như nó bị một sức mạnh thần bí phong ấn khiến ta không thể dùng. Ngươi chắc chắn biết lý do, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Là muội muội của ta sau khi tạo ra nó đã gieo một loại cấm thuật, chỉ có ta và muội ấy mới dùng được. Ta có thể dùng, nhưng lại không thể giải phong ấn. Nếu ngươi muốn dùng thì cảm giác nó rồi liên lạc với muội muội ta thử xem. Chu Lan nhíu mày, muội muội ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chính là người tạo ra thanh kiếm này. Chu Lan cười hỏi, ta liên lạc với nàng. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này Tức Lệ đứng bên bỗng nói, cẩn thận có bẫy dập. Diệp Huyên liếc Tức Lệ, cười khổ, Tức Lệ cô nương, đây thì có bẫy dập gì chứ? Chẳng qua là thông qua thanh kiếm kia liên lạc với muội muội ta mà thôi. Lẽ nào, muội muội ta còn có thể giết chết Lan thiếu khi cách cả vô số tinh vực sao? Nếu vậy thì cũng nhảm nhí quá. Tức Lệ ngó Diệp Huyên, người không giống như là một người thành thật. Diệp Huyên. Bấy giờ... Chu Lan bên cạnh chợt cười nói, Tức Lệ cô nương, cô cẩn thận quá rồi. Như lời hắn nói đó, lẽ nào muội muội hắn còn có thể lập tức giết chết ta khi cách cả vô số tinh vực sao? Hắn ta nói xong, tay phải cầm kiếm Thanh Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Tức Lệ chần chờ, vốn định khuyên nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng ta cũng không tin đối phương có thể cách vô số tinh vực lập tức giết chết Chu Lan. Phải biết rằng, Chu Lan chính là bán bộ chi huyền đó. Diệp Huyên nhìn Chu Lan do dự rồi liếc nhìn xung quanh. Lúc này, Chu Lan kia bỗng cười nói, còn định chạy. Diệp Huyên nhìn về phía Chu Lan, hắn ta cười nói, ta không cho ngươi đi thì tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, biết không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, biết, ta biết rồi. Chu Lan cười rồi đang định nói gì thì chợt ngẩng đầu nhìn phương xa. Trên mặt lộ ra một nụ cười, cảm giác được rồi. Vèo. Một thanh kiếm không biết bay đến từ đâu, Chu Lan còn chưa kịp phản ứng đã bị nó xuyên thủng trán. Thoáng chốc, cơ thể hắn ta lập tức run lẩy bẩy, cơ thể và linh hồn bắt đầu trở nên mờ đi. Trực tiếp giết chết. Tức Lệ và hai ông lão áo đen đằng sau lập tức biến sắc. Một người trong đó tức thì cả giận, hỗn láo, dám giết Chu tộc ta. Người này còn chưa nói xong, thanh kiếm trong cơ thể Chu Lan đã bay ra rồi xuyên thủng trán ông ta. Vèo. Ông lão áo đen lập tức im bặt. Trực tiếp bị giết. Còn không có cả sức chống cự. Tức Lệ và ông lão áo đen còn lại thoáng chốc hóa đá tại chỗ. Bấy giờ, Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt Chu Lan, rút nhẫn chứa đồ trên ngón tay và kiếm Thanh Huyên lại rồi nói, Lan thiếu, giờ ta đã đi được chưa? Chu Lan nhìn Diệp Huyên, ta chết, thập tộc ngươi cũng diệt. Thập tộc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi muốn giết chết ta thì ta còn hơi sợ, nhưng muốn tiêu diệt thập tộc ta. Hắn nói đến đây bèn cười hì hì. Chu Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ oán hận,
ngoài ra còn có một sự hoảng sợ. Bởi vì hắn ta phát hiện, mình thật sự sắp chết. Không ai có thể cứu mình cả. Lúc này, Diệp Huyên xoay người rời đi, mới đi được mấy bước thì bỗng nhìn về phía Tức Lệ. Nàng ta thấy Diệp Huyên nhìn mình, sắc mặt lập tức thay đổi, vô thức lùi lại vài bước. Diệp Huyên mở tay ra, đưa nhẫn chứa đồ đây. Tức Lệ. Diệp Huyên khẽ cau mày, Tức Lệ tức thì biến sắc, vội vàng kéo nhẫn xuống rồi búng một cái, nhẫn chứa đồ bèn bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyên cũng không khách sáo, trực tiếp cất nó đi rồi xoay người rời khỏi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Chạy! Trong đầu Tức Lệ và ông lão áo đen đứng tại chỗ vẫn ngơ ngác. Lan Thiếu chết rồi. Bị người ta dùng một kiếm giết chết. Cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Bên kia, giờ phút này lão quỷ cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Đúng lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện ở hiện trường, liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người ông lão áo đen kia hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ông lão áo đen vội vàng chào hỏi, ra mắt Tam trưởng lão. Ông lão gằn giọng, ta hỏi ông đã xảy ra chuyện gì? Ông lão áo đen run rẩy nói, Lan Thiếu gia, bị giết. Ông lão híp mắt lại, ai làm? Ông lão áo đen run giọng đáp, không, không biết. Trong mắt Tam trưởng lão lóe lên sát khí lạnh lẽo khiếp người, Lan Nhi bị giết trước mặt ông mà ông lại nói không biết ai giết. Ông lão áo đen chua xót nói, Tam trưởng lão, chuyện này rất quỷ dị. Ông ta nói xong bèn kể lại chuyện đã xảy ra trước đó một lần. Tam trưởng lão nghe xong híp mắt, một lúc sau bèn liếc nhìn xung quanh rồi nói, truyền lệnh xuống, hễ ai giết được hai người kia sẽ được thưởng 100 cái tinh mạch. Nếu có thể cung cấp tin tức của kẻ đó thì thưởng 50 cái tinh mạch. Ông lão áo đen khom lưng đáp, tuân mệnh. Ông ta nói xong bèn lui xuống. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, dám đụng đến thiên gia Chu tộc ta. Ông ta nói xong định rời đi. Bấy giờ, lão quỷ kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nhìn Tam trưởng lão nói, các hạ, người giết Lan Thiếu hẳn là một cô gái tên Thiên Mệnh. Khi nói câu đó thì ông ta cũng vô cùng cẩn thận, hơn nữa trong lòng cũng không có tỏ ra vẻ thiếu tôn trọng nào. Đối mặt với cao thủ mệnh huyền cảnh mà ông ta dám thiếu tôn trọng thì có lẽ đối phương sẽ biết. Mà ông ta đứng ra là vì hy vọng tạo một mối quan hệ tốt với thiên gia Chu tộc, tiện thể nhắc nhở họ, đằng sau Diệp Huyên có cao thủ mệnh huyền cảnh. Tam trưởng lão nhíu mày, Thiên Mệnh. Lão quỷ gật đầu, là người kia đã cách tinh vực giết chết Lan Thiếu. Bởi vì trước đó ta có tiếp xúc với nàng ta, đoán đối phương chắc là mệnh huyền cảnh. Mà nàng ta lại là người đứng đằng sau Diệp Huyên. Lan Thiếu không biết sự nham hiểm của Diệp Huyên nên đã trực tiếp cảm giác người kia, cuối cùng bị nàng ta giết chết. Trong mắt Tam trưởng lão lóe lên vẻ ác độc, sao có thể là mệnh huyền? Hễ là cao thủ mệnh huyền cảnh trong nguyên vũ trụ thì thiên gia Chu tộc ta đều biết, song lại chưa nghe nói đến Thiên Mệnh nào, nàng ta. Lão quỷ vội vàng nói, Tam trưởng lão, tuyệt đối không thể ăn nói thiếu tôn trọng, không thì Tam trưởng lão châm chọc, sao? Nàng ta còn có thể lập tức giết chết ta à? Ông ta nói xong ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh rồi cười khẩy, Thiên Mệnh. Mệnh huyền, nếu ngươi có chút năng lực thì giết ta ngay thử xem, nào. Tam trưởng lão còn chưa nói xong đã có một thanh kiếm đâm xuyên trán ông ta. Giọng nói ông ta chợt im bặt. Lão quỷ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giờ phút này, trong đầu lão quỷ chỉ có một suy nghĩ là mình đã hại ông ta rồi ư. Chấm chấm chấm. Tam trưởng lão sốc đến ngây người. Bị giết trong nháy mắt. Lão ta không ngờ rằng mình sẽ chết tức tưởi như vậy. Đến kẻ địch là ai cũng không biết. Thật sự là mệnh huyền. Trái cổ lão ta lăn tròn, run rẩy nói với lão quỷ đứng một bên, thật sự. Thật sự là mệnh huyền. Lão quỷ tần ngần một chốc rồi gật đầu. Tam trưởng lão thét lên, sao ngươi không nói sớm. Lão quỷ há hốc mồm, ta chưa nói. Hình như chính người mới đếch thèm tin đấy chứ. Sau đó Tam trưởng lão đã hoàn toàn biến mất. Bị xóa sổ. Không còn tung tích. Lão quỷ cứng đờ người, cảm thấy đầu óc mình trở nên mụ mị. Một người đang sống sờ sờ cứ thế mà chết. Có phải ông ta đã đánh giá thấp cô gái tên Thiên Mệnh này không? Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu ông ta.
chẳng lẽ đối phương không chỉ đến mệnh huyền. Nhưng nó vừa xuất hiện, lão quỷ đã lắc đầu cười, cảm thấy hoang đường vô cùng. Ngay cả thiên gia chu tộc cũng không có cường giả trên mệnh huyền. Nói nàng kia trên mệnh huyền ư? Tuyệt đối không thể nào. Nghĩ vậy, ông ta do dự một chút trước khi đứng dậy đi đến thiên gia chu tộc. Ông ta không muốn lỡ mất mối thiện duyên này, bèn muốn đi nhắc nhở các cường giả cẩn thận với cô gái váy trắng. Tại một vùng vũ trụ không biết tên, Diệp Huyên đứng trong tiểu tháp, nhìn lương nhân với thương thế đã bình phục. Lương nhân hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyên không lâu trước đây cô còn vô địch, vậy mà bây giờ lại bị người ta đánh đập. Ta ngộ ra sức mạnh của ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ đổi bản đồ, cứ tiếp tục như vậy, ta có thể sẽ mất mạng. Lương nhân cả giận, bốn người bọn chúng đánh một mình ta. Diệp Huyên thở dài, im lặng ngồi xuống một bên. Sự xuất hiện của thiên gia chu tộc khiến hắn đau cả trứng. Hắn vừa bế quan xong, thực lực tăng vọt, nào ngờ kẻ địch lại thay đổi. Tại sao chứ? Diệp Huyên đau đầu. Lương nhân bỗng hỏi, người định sẽ làm gì? Diệp Huyên, cô nghĩ chúng chịu buông tha cho cô sao? Lương nhân không đáp. Diệp Huyên, lương nhân cô nương, chúng ta hợp tác diệt thiên gia chu tộc đi. Lương nhân nhìn hắn, người bị ấm đầu à? Diệp Huyên đen mặt, cô mới ấm. Lương nhân cau mày, bằng không sao có thể thốt ra mấy lời ngu xuẩn này được. Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi, thiên gia chu tộc mạnh lắm sao? Lương nhân, người không biết đạo hội thì ta còn hiểu, dẫu sao tổ chức này tương đối bí ẩn, nhưng không biết thiên gia chu tộc thì đúng là không bình thường. Diệp Huyên chỉ cười, mạnh lắm à? Lương nhân, trong thiên gia chu tộc có ít nhất 3 vị mệnh huyền cảnh, người nói xem có mạnh không? Mệnh huyền. Diệp Huyên nghe xong thì chỉ gật đầu. Lương nhân lại nói, mà người sau lưng ngươi lại dám giết người của họ. Nàng ta khẽ cau mày, nàng kia không phải mệnh huyền ư? Diệp Huyên cười, lương nhân cô nương, ta chỉ hỏi một câu thôi, có muốn diệt thiên gia chu tộc hay không? Lương nhân nhìn hắn, hai chúng ta. Diệp Huyên gật đầu. Lương nhân lắc đầu, không thể nào. Diệp Huyên khẽ cười, nếu ta bằng lòng tin tưởng thì hai ta hợp tác, không thì cô có thể rời đi, một mình ta sẽ đến tìm chúng chơi. Lương nhân im lặng hồi lâu rồi đứng dậy xoay người, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại, ta tin ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bước đầu tiên là tu luyện. Lương nhân cau mày, lập tức tu luyện. Diệp Huyên gật đầu. Lương nhân, liệu có ích không? Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, cô để ý nơi này xem. Lương nhân làm theo, sau đó biến sắc. Thời gian nơi đây trôi theo một cách khác. Lương nhân nói, nếu có người ngoài biết về tòa tháp này, cả nguyên vũ trụ đều sẽ phát cuồng. Diệp Huyên cười, vậy thì đừng để ai biết thôi. Lương nhân cô nương, mục tiêu của cô chủ yếu là đạt đến chi huyền, tiện tay chỉ điểm ta một ít. Về phương diện tu luyện thì ta cần cô giúp. Lương nhân gật đầu, được. Diệp Huyên gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, nói với nàng ta muốn thử uy lực của thanh kiếm này, cô nương cẩn thận chút. Nói xong hắn đưa nàng ta đến một tinh vực tĩnh lặng. Nơi ấy cạn kiệt linh khí, không có sinh mệnh, rất thích hợp để tu luyện và giao thủ. Diệp Huyên nói, lương nhân cô nương cẩn thận, lời vừa dứt đã có vô số lưu thể chi lực tụ hội trong kiếm Thanh Huyên. Một khắc sau, Diệp Huyên khẽ búng ngón cái, kiếm bay ra. Đằng xa đồng tử lương nhân co rụt lại, nàng ta không dám xem thường đường kiếm kinh khủng này, bèn bước ra trước, vươn tay điểm một cái. Vùng thời không trước mặt nàng ta bị ấn làm xuống, bên trong là vô số sức mạnh thần bí điên cuồng hủy diệt hết thảy. Nhưng chúng chỉ vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt. Lương nhân kinh hãi, thân hình lóe lên, thoát cái đã lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, thời không trong chu vi mấy trăm nghìn dặm quanh đó đã hoàn toàn sụp đổ. Lương nhân trợn mắt nhìn, bạch chú giới. Diệp Huyên gật đầu, cô thấy uy lực nó thế nào? Lương nhân im lặng một hồi rồi nói, vô địch. Diệp Huyên ngẩn ra, vô địch. Lương nhân gật đầu. Diệp Huyên lại cau mày, sao lại thế được? Rõ ràng nó chẳng khiến cô hề hấn gì. Lương nhân lắc đầu, sai rồi. Đó là vì ta nhanh chân tránh được nó. Nếu ta trực tiếp đối đầu với ngươi thì đã chết rồi. Diệp Huyên, vậy chẳng phải là vô dụng sao?
Lương Nhân trừng mắt, vậy mà vô dụng. Ngươi có biết đường kiếm vừa rồi khiến vùng thời không này trải qua bao nhiêu vạn năm không? Với ngần ấy thời gian, sức mạnh nào cũng sẽ biến mất, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Chỉ có cường giả mệnh huyền cảnh mới chịu được lưu thể chi lực của ngươi, nhưng ta cũng không dám xác nhận. Nàng ta khẽ lắc đầu, dưới mệnh huyền, không một ai dám đối đầu trực diện với ngươi. Nếu ban nãy ngươi ra kiếm sau thay vì trước đó thì ta đã chết chắc rồi. Diệp Huyên nghe vậy bèn bừng tỉnh ngộ. Ra chiêu sau. Nếu Lương Nhân đánh trước, hắn đánh sau thì đồng nghĩa với việc nàng ta căn bản không thể tránh được một kiếm này. Một khi đối đầu trực diện, ai dưới mệnh huyền đều phải chết. Suy nghĩ này khiến khóe môi Diệp Huyên cong lên. Kiếm này có tác dụng. Lương Nhân hỏi, ngươi làm cách nào để đưa lưu thể chi lực ra khỏi bạch chú giới? Diệp Huyên giơ kiếm thanh huyên lên. Lương Nhân nhìn hắn, muội muội của ngươi tuyệt đối không chỉ đến mệnh huyền. Diệp Huyên thắc mắc, chẳng lẽ đưa lưu thể chi lực ra khỏi bạch chú giới khó lắm sao? Lương Nhân lắc đầu, ngươi thử lại một lần mà không dùng thanh kiếm này xem. Diệp Huyên cười gượng, biết rằng không cầm kiếm thanh huyên thì tuyệt đối không thể khởi động lẫn phát ra lưu thể chi lực, bởi hắn sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không nói ban nãy còn chưa dùng hết toàn lực. Mà một kiếm toàn lực sẽ như thế nào? Dưới hai trạng thái tĩnh tâm và ngưng thần, kêu gọi thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới, khởi động huyết mạch chi lực, kiếm thế, khí thế, đồng thời dùng nhất kiếm trảm mệnh mới gọi là nhát chém mạnh nhất của hắn. Uy lực của nó ra sao thì hắn cũng không rõ. Dẫu sao thì bây giờ, chừng nào mệnh huyền cảnh không xuất hiện thì hắn vẫn có thể nghênh ngang mà đi. Diệp Huyên nghĩ vậy thì không kiềm được một tiếng cười. Kẻ địch mạnh không phải chuyện xấu, phải càng mạnh mới càng có động lực. Sống trên đời này phải gặp chướng ngại vật mới tốt. Chu tộc ư. Đập chết nó. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nói chúng ta tiếp tục tu luyện thôi Lương Nhân cô nương. Kế tiếp ta sẽ luyện nghịch thời gian. Lương Nhân cau mày, nghịch thời gian. Diệp Huyên gật đầu. Đó chính là dùng kiếm thanh huyên để đưa lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp ra. Một điều mà hắn đã muốn làm từ lâu. Vào thời điểm bình thường, cường giả khuy huyền cảnh chỉ có thể nghịch chuyển thời gian trong tầm một hơi thở, nhưng thời gian trong tiểu tháp lại khác với bên ngoài, hoàn toàn trái ngược với bạch chú giới. Thử nghĩ xem, ra một kiếm có thể nghịch chuyển 10 năm. Như nghĩ đến gì đó, đồng tử Diệp Huyên co lại. Trảm tương lai. Má nó. Có phải chiêu ấy của cha đã sử dụng chính phương thức nghịch thời gian này không? Nếu hắn thật sự có thể đưa lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp ra thì chẳng phải sẽ có thể chém tương lai sao? Nghe ảo diệu vô cùng. Nhưng Diệp Huyên lại trở nên hưng phấn, bởi vì trực giác nói rằng hắn có thể làm được. Nghịch thời gian. Diệp Huyên nói, tiểu tháp, ta cần ngươi phối hợp. Tiểu tháp, bằng cách nào? Diệp Huyên, ta cần lưu thể chi lực trong tháp. Tiểu tháp, tiểu chủ à, ta cũng không biết đó là sức mạnh gì đâu. Dù sao cũng do thiên mệnh tỷ để lại, hiện nay hẳn là không có hạn chế. Diệp Huyên gật đầu, ta phải thử xem, ngươi cảm nhận được gì thì cho ta hay. Tiểu tháp, được. Diệp Huyên để kiếm thanh huyên trôi lơ lửng phía trên lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, tiểu tháp trong người hắn chấn động. Lương Nhân ở nơi xa cau mày. Người này muốn nghịch chuyển thời gian sao? Thật ra nàng ta cũng có thể làm được, nhưng chỉ trong tầm 10 hơi thở mà thôi. Chiêu này cực kỳ hữu dụng với cường giả cảnh giới thấp hơn nàng, khiến đối phương không thể đánh trả. Nhưng gặp đối thủ ngang tay thì lại quá dở, bởi vì ai cũng có thể nghịch chuyển thời gian nên sẽ tiêu hao cực nhiều sức lực. Lúc này, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên nơi xa bỗng chấn động. Một khắc sau, từng luồng sức mạnh bí ẩn vọt vào bên trong nó, ánh sao bốn phía chợt trở nên vặn vẹo. Sau đó, Diệp Huyên bỗng chém ra một kiếm về phía Lương Nhân. Lương Nhân cau mày, đang muốn phòng thủ thì một khắc sau đã nhận ra mình không hề hấn gì. Chuyện gì đây? Nửa khắc sau, đồng tử nàng ta rụt lại khi cảm nhận được một lọn tóc bên tai mình đã rơi xuống. Chém tương lai. Có nghĩa là gì? Ta ra một kiếm này, người chết không phải ngươi mà là ngươi ở tương lai. Chỉ nghe Diệp Huyên gào toáng lên, ông đây vô địch rồi. Cha đâu rồi, cha ra đây xem con đập chết cha này.
Tiểu tháp. Bình tĩnh. Tiểu tháp la lên, tiểu chủ bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh ư. Nhiệt huyết toàn thân sôi trào, Diệp Huyên kích động đáp, không bình tĩnh được tiểu tháp à. Chúng ta sắp sửa lên hương rồi. Tiểu tháp, tiểu chủ chém được tương lai rồi, nhưng chủ nhân cũng làm được mà. Cha cũng làm được. Hai mắt trợn to, đầu óc Diệp Huyên thoát cái trở nên tỉnh táo. Tiểu tháp do dự, những gì người biết bây giờ ấy, có thể là mấy thứ đồ thừa ngài ấy từng chơi trước kia. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Tiểu tháp lại nói, nhưng ta nghĩ tiểu chủ đã có năng lực đánh một trận với chủ nhân rồi đó. Lần sau gặp mặt cứ nhào vào đánh, thắng thì đánh chết, thua thì đầu hàng, dù sao thì con thua cha cũng không có gì xấu hổ. Diệp Huyên nghĩ ngợi một phen, gật gù có lý. Lương Nhân bỗng cất giọng, người đã làm cách nào? Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy hai mắt nàng ta đong đầy khó tin. Hắn bật cười, không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần một thanh kiếm và một tòa tháp là được. Mặt Lương Nhân cứng đờ. Mẹ kiếp! Nàng ta sẽ đập chết tên thần kinh này. Nếu có tháp và kiếm Thanh Huyên thì đúng là đơn giản, vấn đề là phải đi đâu để tìm ra hai thứ này. So sánh với nhau chỉ tổ tức chết người. Khi bắt đầu tu luyện chiêu chém tương lai này, Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện rất khó để nắm bắt lực lượng nghịch thời gian trong tay, hơn nữa hắn chỉ có thể nghịch chuyển tối đa nửa khắc đồng hồ, nhiều hơn nữa thì quá sức. Hắn cũng phát hiện lực lượng nghịch thời gian trong tiểu tháp hoàn toàn khác với cái của nhóm Lương Nhân. Của Lương Nhân có thể khiến đối thủ trở lại một khắc trước, nhưng của hắn thì trực tiếp nhằm vào tương lai của đối thủ, khác nhau về bản chất. Đều là nghịch, nhưng phương hướng lại bất đồng. Giờ phút này, Lương Nhân không chỉ cảm thấy hãi hùng mà còn vô cùng rúng động. Hai chiêu trảm mệnh và trảm tương lai của Diệp Huyên thật sự cực kỳ đáng sợ. E rằng khắp trời đất này đã không còn ai ngoài Mệnh Huyền Cảnh là đối thủ của hắn. Chỉ mới cách đây không lâu, nàng ta chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chết tên thần kinh này. Vậy mà bây giờ có lẽ nàng đã không đánh lại hắn nữa. Đây chính là con ông cháu cha ư. Không cần tu luyện, chỉ cần chắp vá cũng thành. Diệp Huyên lên tiếng, đi thôi, Lương Nhân cô nương. Lương Nhân nhìn hắn, đến Chu tộc. Diệp Huyên bật cười, đúng vậy. Lương Nhân do dự, hai người có muốn tu luyện thêm một chút không? Diệp Huyên cau mày, cô sợ ta đánh không lại. Lương Nhân thành thật gật đầu, bọn chúng có tận ba mệnh huyền cảnh. Diệp Huyên khoát tay, kiến cỏ mà thôi. Sau đó hắn lập tức rời khỏi tiểu tháp. Để lại Lương Nhân cảm thấy đau đầu. Tên này kiêu ngạo như vậy sao? Chấm chấm chấm. Thiên giới. Chu tộc là một con quái vật khổng lồ ở nguyên vũ trụ, có thể nói chỉ cần dậm chân một cái là toàn bộ vũ trụ đều sẽ run bắn mình. Nhưng hiện giờ đã có một việc không lớn không nhỏ xảy ra trong tộc, đó là cái chết của một vị công tử và một trưởng lão. Địa vị của Chu Lan trong tộc không cao, bản thân cũng không phải thành viên cốt cán, nhưng tốt xấu gì cũng là người Chu tộc, giết gã đồng nghĩa với việc tát vào mặt cả tộc, quan trọng hơn là tam trưởng lão cũng bị sát hại. Tuy trong Chu tộc cũng có tranh chấp nội bộ nhưng mọi người đều vô cùng đoàn kết khi gặp những chuyện thế này. Kẻ nào dám khiêu khích Chu tộc, ắt sẽ bị Chu cửu tộc. Một ngày nọ, một thái thượng trưởng lão của Chu tộc rời khỏi thiên giới. Người này tên là Chu Hạo, là một cường giả mệnh huyền cảnh. Trực tiếp điều động mệnh huyền cảnh. Bởi đối phương đã dám nhằm vào Chu tộc, rất có khả năng đã đến mệnh huyền cảnh. Đã vậy thì phải để mệnh huyền cảnh đi đối phó. Vừa rời khỏi thiên giới, Chu Hạo đã gặp được lão quỷ đến báo tin. Ông ta biết người này, bởi vì tin tình báo của Chu tộc nói rằng lão quỷ đã có mặt khi Chu Lan bị giết. Thấy Chu Hạo đến, lão quỷ vội vàng cung kính thi lễ, nhún nhường vô cùng. Mệnh huyền là những người đứng ở đỉnh kim tự tháp trốn nguyên vũ trụ. Chu Hạo hỏi, người đã có mặt khi ấy? Lão quỷ gật đầu, vâng. Chu Hạo lạnh nhạt nói ta nghe. Lão quỷ vội nói, người giết Chu Lan thiếu gia là một cô gái tên Thiên Mệnh, đã đến mệnh huyền cảnh. Mệnh huyền cảnh. Chu Hạo cau mày, chưa từng nghe qua. Lão quỷ cười khổ, thật đấy, ta cũng biết cách liên lạc với đối phương. Chu Hạo, làm cách nào? Lão quỷ kề tai vào nói mấy câu,
Chu Hạo nhíu mày, chỉ thế thôi. Lão quỷ gật đầu. Chu Hạo lầm bầm, không ngờ còn có những mệnh huyền cảnh khác. Đoạn ông ta nhìn vào lòng vũ trụ, nhắm mắt lại, nói thiên mệnh, ra đây đánh một trận. Ra đánh một trận. Ông ta biết nếu đối phương là mệnh huyền cảnh thì sẽ nghe được những lời này. Nào ngờ lại không có động tĩnh gì. Chu Hạo cau mày, nhìn vào nơi sâu, không dám. Phập. Lời vừa dứt, một thanh kiếm đã cắm vào giữa trán ông ta. Ầm. Thân thể Chu Hạo lập tức run lên, cùng linh hồn nối gót nhau tan biến. Hoàn toàn bị mạt sát. Trực tiếp tiêu diệt. Những lời ba hoa ban nãy cũng không còn. Lão quỷ sửng sốt. Người vừa nãy còn đứng đây mà đã chết rồi. Sau đó lão run lên bần bật, mặt trắng như vôi, mồ hôi tuôn như thác. Sợ hãi đến cực độ, giết mệnh huyền cảnh trong nháy mắt. Nếu không phải chuyện xảy ra ngay trước mắt thì lão có chết cũng không tin. Trên đời lại có người có thể giết mệnh huyền cảnh trong nháy mắt. Có khi nào lão đã đánh giá thấp thiên mệnh rồi. Lão quỷ bỗng dưng không cho rằng suy nghĩ này hoang đường nữa. Lúc này, thanh kiếm trước mặt lão khẽ run lên rồi biến mất. Lão do dự một hồi trước khi khom người thi lễ rồi rời đi. Vừa đi vừa run. Mệnh huyền ư. Nàng kia rõ ràng không phải mệnh huyền. Diệp Thiếu. Lão quỷ bỗng cảm thấy Diệp Thiếu tốt vô cùng. Vừa khiêm tốn lại ôn hòa biết bao. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Không lâu sau khi lão quỷ rời đi, có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Trưởng lão Chu tộc, Chu Kình. Đứng cạnh ông ta là một cô gái mặc váy dài tím, mi mục như họa, xinh đẹp tuyệt trần. Người này chính là yêu nghiệt đứng đầu nguyên vũ trụ, Chu Tân. Chu Tân nhìn lướt khắp bốn phía, lãnh đạm nói, đối phương đã có thể giết nhị thúc một cách im hơi lặng tiếng như vậy, chứng tỏ có ít nhất ba mệnh huyền cảnh. Hoặc thực lực kẻ này ở trên mệnh huyền cảnh. Trên mệnh huyền cảnh. Chu Kình nghe vậy thì nhíu mày, không quá khả thi. Chu Tân nhìn khắp bốn phía, đúng vậy, nhưng cho dù là ba mệnh huyền cảnh cũng khó lòng giết được nhị thúc dễ dàng đến thế. Nàng ta nhắm mắt lại, Chu tộc ta gặp phiền phức rồi. Phiền phức. Chu Kình cau mày, ta thấy không đến nỗi ấy chứ. Chu Tân lắc đầu, cha à. Chúng ta mất một mệnh huyền cảnh, mất một cách im ắng, như vậy còn chưa đủ phiền hay sao? Chu Kình im lặng. Chu Tân nhìn khắp bốn phía, Chu tộc ta vẫn luôn vô địch từ ngàn vạn năm trước cho đến nay, khiến tộc nhân không khỏi sinh lòng kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Nàng ta lắc đầu, rất có thể sẽ gây họa. Chu Kình nhìn con mình, con thấy nên làm thế nào? Chu Tân im lặng một hồi rồi đáp, căn nguyên mọi chuyện nằm ở một thiếu niên tên Diệp Huyên. Con sẽ đi điều tra. Chu Kình cau mày, con đi. Chu Tân gật đầu, chính con sẽ đi. Chu Kình hạ giọng, còn chưa đến nửa tháng nữa, con sẽ trở thành tộc trưởng Chu tộc, sao có thể tự mình đi làm chuyện này. Chu Tân nhìn ông ta, chuyện liên quan đến hưng suy, không, tồn vong của gia tộc, con phải tự đi điều tra người tên Diệp Huyên này. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, trong tộc không được phái bất kỳ ai đến tấn công hoặc gây sự với hắn. Chu Kình do dự nhưng cũng gật đầu, được. Ông ta thân là tộc trưởng nhưng mọi quyền hành đã nằm trong tay Chu Tân. Dù sao cũng là con gái ruột nên không làm ông ta có chút bất mãn nào. Trừ một số kẻ biến thái ra, có ai lại không hy vọng con cái mạnh hơn mình. Chu Tân lại nói, cha phải quản lý tộc nhân thật chặt khi con không ở đây, đặc biệt là bọn con nhà giàu trẻ tuổi. Chu Kình cười, ta biết rồi. Con cũng phải cẩn thận khi tiếp xúc với Diệp Huyên kia. Theo lời con nói thì hắn có cả một thế lực hùng hậu bí ẩn sau lưng. Chu Tân gật đầu, con nhớ. Sau đó biến mất ở chân trời. Chu Kình nhìn theo, thì thầm, một thế lực hùng hậu bí ẩn. Ông ta im lặng một chốc rồi xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bên kia. Diệp Huyên chạy băng băng đến thiên gia Chu tộc, cảm thấy mình muốn đánh nhau ngay lập tức. Đánh. Vô địch. Cảm giác này trở lại rồi. Bỗng nhiên hắn ngừng lại khi thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, giấu hai tay trong ống tay áo xuất hiện cách đó không xa. Phía sau ông ta còn có hai lão già áo đen sắc mặt lạnh lùng ác độc. Nhìn một cái là biết cả ba không phải hạng hiền lành.
Diệp Huyên quan sát một phen, hỏi các người là. Người đàn ông nhìn ngó hắn một hồi rồi lấy một bức tranh ra so sánh, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Đối phương cũng gật gù, vậy là đúng rồi. Tay phải ông ta siết lại. Diệp Huyên hỏi, các người là. Người đàn ông tuét miệng, nở nụ cười ngoan độc, thiên gia chu tộc phát lệnh truy nã, đầu của ngươi có thể đổi được mấy chục tinh mạch. Mấy chục tinh mạch. Diệp Huyên cau mày, ít vậy. Người đàn ông nhìn hắn, ít sao. Diệp Huyên chỉ bật cười, rút kiếm ra chém một cái rồi xoay gót đi. Người đàn ông ngẩn ra, thắc mắc, ngươi vừa làm gì? Diệp Huyên không đáp, chỉ đi tiếp. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt người đàn ông, xem thường bọn ta ư. Ngươi, bỗng nhiên giữa trán ông ta nứt ra một đường, máu tươi phụt ra. Trảm tương lai, hai mắt người đàn ông trợn tròn đầy khó tin. Diệp Huyên dừng bước ở xa, ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu, nói với vẻ cô đơn, vô địch thật là cô độc quá. Tiểu tháp, vô địch quá cô độc. Tiểu tháp lầm rầm, tiểu chủ quên mất định luật người không ngầu được quá ba ngày rồi hả? Diệp Huyên cười ha hả, lần này tuyệt đối sẽ khác. Giọng nói tràn đầy tự tin. Tiểu tháp muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, sao? Không tin à? Tiểu tháp thở dài, tiểu chủ vẫn nên khiêm tốn chút đi. Diệp Huyên lại cười, người không cuồng ngạo, uổng tuổi thiếu niên. Tiểu tháp. Diệp Huyên biến mất ở cuối tinh không. Lương Nhân cũng đang tu luyện trong tiểu tháp với những bước tiến bộ vượt bậc. Dù sao nàng ta cũng đang tu luyện trong tiểu tháp, quan trọng nhất là có hơn 100 tinh mạch, linh khí dư thừa. Không lâu sau, Diệp Huyên dừng lại trước một tòa thành to lớn giữa tinh không. Hắn nhìn lên, thấy ba chữ Hướng Nguyên Thành thật lớn trên cổng. Diệp Huyên vừa đi đến trước cổng thành thì thấy một cô gái đi ra. Nàng ta mặc váy dài màu tím, bên hông thắt đai lưng cũng màu tím, để lộ vòng eo nhỏ yêu kiều. Hai người chỉ còn một chút nữa là lướt qua nhau. Cô gái bỗng dừng lại, quay đầu hỏi, Diệp công tử. Diệp Huyên cũng dừng bước, cô biết ta. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên cười hỏi, cô là người chu tộc. Cô gái ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi vậy. Nàng ta chính là Chu Tân. Chu Tân cũng sảng khoái gật đầu thừa nhận. Diệp Huyên nhìn bốn phía, không cảm nhận được cường giả khác. Cô đến đây một mình. Chu Tân mỉm cười, có thể trò chuyện riêng cùng công tử trong một chốc không? Diệp Huyên gật đầu, được. Chu Tân, công tử theo ta. Nàng ta xoay người đi vào thành. Trên đường, Chu Tân khẽ nói, nơi này vốn tên là Đế Hưng, từng là đô thành của một siêu đế quốc. Nhưng đế quốc ấy bị diệt trong một đêm, nơi này rơi vào tay chu tộc chúng ta. Diệp Huyên tò mò, siêu đế quốc. Chu Tân nhìn hắn, Thương Khâu. Diệp Huyên cau mày, chưa từng nghe. Chu Tân mỉm cười, xem ra Diệp công tử là người nơi khác. Diệp Huyên gật đầu rồi lại ngắm nhìn bốn phía. Tòa thành này đã rất cũ kỹ, khắp nơi trên tường thành được vẽ các loại phù văn, hiển nhiên là một trận pháp nào đó. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, cô nương vừa nói siêu đế quốc này bị tiêu diệt bất ngờ, bằng cách nào vậy? Chu Tân, nghe nói là do một kiếm tu ra tay. Kiếm tu? Diệp Huyên cau mày, là kiếm tu thế nào? Chu Tân, không biết tên, chỉ biết người này mặc áo màu mây trắng. Diệp Huyên bỗng buột miệng, trời má. Chu Tân nhìn hắn, Diệp công tử biết là ai ư? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Đại ca? Không thể nào. Đại ca không như Thanh Nhi, chỉ biết tìm người so tài. Sao tự dưng lại đi diệt thành? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì khác? Chu Tân lại hỏi, Diệp công tử biết kiếm tu ấy. Diệp Huyên nhìn lại, ta nói đúng thì cô có tin không? Chu Tân gật đầu, ta tin. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Chu Tân chỉ cười mà không nói. Diệp Huyên còn muốn hỏi thì đã được nàng ta đưa vào một tửu lâu sang trọng xa hoa. Vì sao lại nói vậy? Vì tửu lâu này được xây nên từ các loại tinh thạch quý giá vô cùng. Họ đi vào, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi đến, cung kính thi lễ với cả hai. Chu Tân đưa một chiếc thẻ ra, chỉ thấy đối phương khẽ ngẩn người, nhận lấy rồi nói, mời cô nương theo ta.
Nàng ta đưa tay làm động tác mời rồi đi lên lầu. Chu Tân dẫn Diệp Huyên đi theo. Diệp Huyên quan sát cô gái dẫn đường, cảm thấy không biết nên nói gì. Cô nàng này ăn mặc khá là hở hang, còn cố tình để lộ nửa ngực. Lớn thật, nhưng hắn vẫn thấy như vậy là không ổn. Diệp Huyên hắn là chính nhân quân tử chứ bộ. Dưới sự hướng dẫn của nàng ta, Diệp Huyên và Chu Tân đi vào một sương phòng, ngồi xuống bên cửa sổ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy một nửa tòa thành. Phong cảnh cực đẹp, đợi cô gái kia lui xuống rồi, Chu Tân hội Diệp Huyên, Diệp công tử, lần này đến đây là muốn đi thiên giới. Diệp Huyên gật đầu, Chu Tân im lặng một hồi, hỏi tiếp, để trả thù. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, Chu tộc các cô đang giáo giết truy nã ta mà đúng không? Ta tự mình đến đây. Chu Tân mỉm cười, Diệp công tử liệu có biết Chu tộc có bao nhiêu cường giả mệnh huyền cảnh không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Chu Tân, biết mà vẫn đi. Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô nương, mệnh huyền cảnh mạnh lắm sao? Chu Tân khẽ ngẩn ra, chẳng lẽ không? Diệp Huyên chỉ cười không đáp. Sau một hồi im lặng, Chu Tân mới nói, Diệp công tử, chuyện giữa công tử và Chu tộc xem như một hiểu lầm. Hôm nay ta đến tìm công tử, chính là để giải trừ hiểu lầm này. Diệp Huyên, cô có thể đại diện cho Chu tộc sao? Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyên gật gù, nếu là hiểu lầm thì bỏ qua vậy. Bỏ qua ư? Chu Tân nhìn hắn, thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Chu Tân im lặng suốt hồi lâu, vậy bỏ qua. Diệp Huyên đứng dậy, cười hỏi, cô nương giúp ta một việc được không? Chu Tân, ngươi nói nghe thử. Diệp Huyên cười, nơi nào có cường giả mệnh huyền cảnh? Chu Tân, ngươi muốn tìm cường giả mệnh huyền cảnh? Diệp Huyên gật đầu, muốn so tài với họ một chút. Chu Tân im lặng một hồi, việc này e khó lòng giúp được Diệp công tử. Diệp Huyên, vì sao? Chu Tân, bởi vì cường giả mệnh huyền cảnh là những người đứng đầu nguyên vũ trụ, muốn tìm họ so tài. Rất khó. Diệp Huyên cười, vậy được rồi. Chu Tân, nếu Diệp công tử muốn tìm người so tài thì ta biết có một nơi này, có thể dẫn công tử đi. Diệp Huyên hiếu kỳ, là nơi nào? Chu Tân, đế mộ. Diệp Huyên cau mày, đế mộ. Chu Tân gật đầu, đế lăng của Thương Khâu Quốc, nơi chôn cất một vài vị hoàng đế qua đời. Là một nơi nguy hiểm, Diệp công tử có thể đi dạo một phen. Diệp Huyên đi đến, nhìn thẳng vào mắt Chu Tân, cô nương đang muốn mượn đao giết người. Chu Tân mỉm cười, Diệp công tử có thể đi hoặc không, quyền lựa chọn nằm trong tay công tử. Diệp Huyên cong môi, cô xấu tính thật đấy. Chu Tân, ta đi cùng Diệp công tử. Diệp Huyên ngẩn ra, cô đi theo. Chu Tân gật đầu, theo công tử đi, nhân tiện tìm hiểu về đế mộ này. Diệp Huyên không nói gì. Tiểu Tháp lên tiếng, hay là đừng đi tiểu chủ. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Tiểu Tháp, người không sợ đến nơi mới rồi bị người ta đánh như con sao? Diệp Huyên. Bỗng cửa sương phòng bị mở ra, một gã thanh niên bước vào. Chu Tân cau mày. Diệp Huyên nhìn gã thanh niên, y lại nhìn Chu Tân rồi mới quay sang hắn, Diệp Huyên. Hắn cười, đúng vậy. Gã thanh niên cong môi, biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu. Gã mỉm cười, ta họ Chu. Diệp Huyên ngẩn ra, nhìn sang Chu Tân, nghe nàng ta nói, để ta giải quyết. Diệp Huyên gật đầu, được. Chu Tân hỏi gã thanh niên, người biết ta là ai không? Gã nhăn nhở, là đàn bà của tên Diệp Huyên này. Diệp Huyên xen vào, huynh đệ ăn nói cẩn thận, ta không phải dạng dễ dãi, thật đấy. Chu Tân, ngươi chắc chắn là không biết ta. Gã thanh niên, sao? Ngươi định uy hiếp ta hay gì? Chu Tân cau mày, ngươi tên gì? Gã thanh niên cười, Chu Khởi, từng nghe chưa? Chu Tân càng nhíu mày sâu thêm. Chưa từng nghe qua. Chu tộc quá khổng lồ nên nàng ta có không biết cũng bình thường. Nội đệ tử bổn ra thôi đã có mấy chục nghìn, các nhánh nhỏ càng nhiều không kể xiết. Mà Chu Khởi không nhận ra Chu Tân thì lại không bình thường, bởi vì nàng ta là thiếu tộc trưởng, sắp lên làm tộc trưởng Chu tộc. Im lặng một hồi, Chu Tân mới hỏi, cha ngươi là ai?
Gã thanh niên cười, cô em đợi ta giết tên Diệp Huyên này rồi thì đi theo ta đi. Ngươi, Chu Tân bỗng vươn tay phải ra, đặt lên vai Chu Khởi, khẽ dùng sức. Giác, chỉ trong chớp mắt, thân xác Chu Khởi đã hóa thành mảnh vụn. Chỉ còn lại linh hồn. Gã ngây ra như phỗng. Một khắc sau dữ tợn quát lên, tiện nhân, dám đả thương ta, dám bất kính Chu tộc, ngươi. Gã vung tay ném một lá bùa như lửa lên tận mây xanh. Gọi người đến. Chu Tân chỉ lẳng lặng ngồi xuống kế bên Diệp Huyên, không nói một lời. Chu Khởi oán độc trừng Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi ắt bị Chu thập tộc. Diệp Huyên cau mày, trời đất ơi, ngươi bị khủng hả? Rõ ràng là nàng ta đánh ngươi, mắc gì đến ta? Chu Khởi giận dữ quát, ả là người của ngươi. Diệp Huyên nghiêm giọng, không hề. Chu Khởi quắc mắt, nguyên vũ trụ là địa bàn của Chu tộc. Ngươi dám đụng đến ta tức đụng đến cả tộc, ắt bị Chu thập tộc. Diệp Huyên chỉ biết lắc đầu. Trên đời thật sự có kẻ ngu xuẩn đến mức này sao? Hồi còn ở Thanh Thành, mấy tên đệ tử tranh chức với hắn đều là cáo thành tinh, đứa nào cũng danh ma như nhau, nhưng sao người nơi này lại vừa ngu vừa lỗ mãng vậy? Chu Tân thì thầm, thế hệ trẻ Chu tộc, đều là thế này sao? Một tia lo lắng hiện lên trong mắt nàng ta. Giặt một bọn giá áo túi cơm. Nàng ta không ngờ thế hệ trẻ Chu tộc lại như thế này. Chẳng lẽ cuộc sống dạo gần đây quá mức an nhàn rồi? Chu Khởi bỗng cười to, ha ha, người của ta, cường giả Chu tộc ta đến rồi. Diệp Huyên ngươi cứ chờ chết đi. Diệp Huyên nhìn gã, trông ngươi thế này làm ta nhớ đến một người. Chu Khởi cau mày, ai? Diệp Huyên, Thiên Diệp. Còn nhớ ngày ấy Thiên Diệp phách lối biết bao, dám hoành hoang mình có thể đánh ngang tay với Thanh Nhi. Thiên Diệp. Lúc này, có một ông lão bước vào sương phòng. Chu Khởi vừa thấy ông ta đã kêu lên, Nam Thúc cứu ta. Gã tức tối chỉ tay vào Chu Tân, con tiện nhân này không những đánh ta mà còn tuyên bố muốn diệt Chu tộc. Chu Tân chỉ lẳng lặng quan sát, không nói lời nào. Ông lão nghe Chu Khởi nói vậy thì nheo mắt lại, vẻ lạnh lẽo lóe lên, nhưng khi nhìn thấy Chu Tân, ông ta không khỏi ngẩn ra, đoạn đi đến cung kính thi lễ với nàng ta, run rẩy hô, thiếu. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, danh hiệu này khiến Diệp Huyên lẫn Chu Khởi sửng sốt. Diệp Huyên vẫn biết địa vị của Chu Tân trong Chu tộc không thấp, nhưng cũng không ngờ sẽ là thiếu tộc trưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 187.